chương 2180, tiến sâu vào trong biển. Chỉ có điều, khi bọn họ tiến vào chiều sâu nhất định, áp lực trong biển tăng lên tới mức đáng sợ. Nước trí nhu, nhưng đồng thời cũng chí cương. Nước vô tận ép xuống, cho dù là lang hàn cũng có chút nghe răng. Quỷ dị chính là, cho dù đến nơi này cũng có thể thấy trên mặt biển có bảy sắc cầu vồng rực rỡ, chiếu vào trong biển cũng sáng ngời. Một dòng nước kéo tới, khiến cho thân hình bốn người lang hàn đều dao động. Bọn họ đều theo hướng dòng nước vò tới, sau đó nhìn lại về phía bên trái chỉ thấy phía trước xuất hiện một con quái vật khổng lồ đây là một con tôm hùm cực lớn vỏ ngoài màu xanh cũng có màu trong suốt có thể nhìn thấy rõ ràng huyết quản nội tạng trong cơ thể nó đồng thời cũng có từng ký hiệu đại đạo hình như nó không phải là một con sinh linh mà là một chiếc thuyền cực lớn chỉ là dáng vẻ có chút lạ tôm hùm lớn cũng theo dõi bọn họ hai con mắt cực lớn giống như đèn lồng tản ra hàn quang uy nghiêm đáng sợ nó lập tức thay đổi phương hướng xông về phía bốn người. Xoẹt, một cái càng lớn kẹp qua, từng tấm phù văn ở trên cái càng của nó sáng lên. Đó là đại đạo quy tắc hệ kim, khiến cho cái càng này của nó có thêm lực phá hoại vô tận. Lăng Hàn vươn tay ra, vút, cái càng lớn lại kẹp ở trên cổ tay của hắn. Tôm hùm lớn thoáng lộ ra một sự tàn nhẫn, đây chính là sinh linh cấp bậc phân hồn. Cho dù là ra đời ở địa phương quỷ dị này, chỉ có một ý niệm giết chóc này, nhưng chỉ số thông minh lại tuyệt đối không thấp dưới cái càng của nó kẹp lại, nhân loại nhỏ bé như vậy tất nhiên sẽ đứt tay. Cái càng khép chặt, nhưng cảnh tượng trong ý nghĩ của nó lại không xuất hiện. Trái lại trên cổ tay Lăng Hàn xuất hiện từng ánh sáng ký hiệu đại đạo, quy tắc di chuyển, chặn lấy cái càng. Lại có thể không kẹp đứt tay của nhân loại này sao? Tôm hùm lớn lộ ra vẻ kinh ngạc, cái càng của nó tiếp tục kẹp chặt lại. Trên thân thể của nó cũng có từng ký hiệu màu vàng chấp động, tăng thêm lực cắt cho cái càng. Lăng Hàn lắc đầu, nói, ngươi làm vậy cũng chỉ uổng phí sức lực vẫn nên ngoan ngoãn vào trong bát của ta đi nếu cũng muốn ăn hổ nữ hưng phấn nói nước miếng cũng chảy ra tôm hùm lớn giận tím mặt lại một cái càng nữa kẹp qua đã nói ngươi chỉ uổng phí sức lực vô ích lăng hàn vươn tay kia ra vút lần này hắn chộp được cái càng tôm hùm lớn không ngừng kẹp chặt cái càng nhưng nó làm thế nào cũng có không cách nào kẹp đứt tay hoặc cổ tay của lăng hàn thật giống như cường giả địa hồn đối mặt với tiên kim dù làm sao cũng không thể tạo thành tổn thương rất kỳ quái có đúng hay không lăng hàn nhoẻn miệng cười tôm hùm lớn giận dữ cuối cùng nó không thử đi kẹp tay lăng hàn nữa mà là buông lỏng một cái càng ra sau đó dùng một cái càng khác vung lên thoáng cái lại ném lăng hàn bay ra ngoài lăng hàn đưa tay về phía sau nhấn một cái phát ra một lực lượng thân hình hắn dừng lại sau đó hắn quay trở về xông về phía con tôm hùm lớn ầm um, ầm um ầm um, một người một tôm đại chiến con tôm hùm lớn có thực lực mạnh tới địa hồn theo lý cho dù là ngũ trảm đế giả cũng không thể nào là đối thủ của nó ai có thể biết được lăng hàn có thể phách mạnh đến mức biến thái đủ để cùng con tôm lớn này đánh cho có tới có về nhưng con tôm hùm lớn muốn giết lăng hàn lại rất khó khăn lăng hàn muốn tiêu diệt con tôm lớn này cũng không dễ dàng cuộc chiến đấu rơi vào trạng thái rằng co không rảnh cùng ngươi dây dưa lăng hàn hừ nhẹ một tiếng Dẫn động lực của hắc tháp Ông, quy tắc thời gian di chuyển Động tác của con tôm hùng lớn kia nhất thời dại ra Hình như đột nhiên biến thành gỗ Đây là thời gian dừng lại Lăng hàn lấy ra tiên ma kiếm Một kiếm đâm tới chính là con mắt của tôm hùng lớn Phụt, máu tươi giống như gió bão bay ra Sát khí sắc bén ở trong tiên ma kiếm Ở trong cơ thể tôm hùng lớn loạn thành Tuy rằng đây mới là chuẩn tiên khí tam tinh Nhưng thật sự tiến vào cơ thể của nó lực phá hoại này chỉ ít có thể sánh ngang với chuẩn tiên khí ngũ tinh chỉ là một kiếm mà thôi sức sống của con tôm hùm lớn nhất thời hoàn toàn bị cắt đứt lang hàn thở dốc đối thủ cấp bậc địa hồn quả thực vượt ra ngoài phạm vi hắn có thể chém giết phải vận dụng hắc tháp hắn mới có khả năng chấn áp có thể sử dụng thời gian dừng lại tới trung cực như vậy cũng sẽ khiến cho hắn lập tức lại mất đi sức chiến đấu tiếp tục hổ nữ bắt đầu thu thịt tôm nữ hoàng lại lấy dương hồn thạch ra giết được sinh linh trong biển mạnh hơn Thu hoạch được dương hồn thạch cũng khác nhau. Đây là một khối màu xanh lục lóng lánh, kích cỡ có thể sánh bằng với đầu người. Nói cách khác, một viên này có thể bằng 200 viên khác. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, không ngừng mượn lực của Hắc Tháp, lại thêm chiến lực của ả à bản thân. Mấy trăm năm sẽ có thu hoạch cực lớn, nhưng muốn đạt được cấp bậc dương hồn thạch màu tím, vậy gần như là chuyện không thể nào. Hắn không khỏi cảm thấy tiếc nuối, nếu muốn vào phân hồn, vậy liền phải bằng trạng thái mạnh mẽ xông vào lĩnh vực này không đạt được cái tiêu chuẩn này, trong lòng hắn trung quy có một mâu thuẫn. Bất luận là võ đạo hay là đan đạo, hắn đều muốn theo đuổi mạnh nhất, theo đuổi hoàn mỹ. Chỉ có thể đi từng bước một tới phía trước, hoặc là hắn buông tha cơ hội đột phá lần này, lại chờ thêm mấy trăm vạn năm nữa. Tiếp theo tất nhiên có nữ hoàng và hổ nữ là quân chủ lực hành động, mang theo lăng hàn và nhu yêu nữ một đường sông qua. Ở trong hắc tháp khôi phục nguyên khí, chỉ sau một ngày lăng hàn lại khôi phục chiến lực nhưng còn muốn điều động lực lượng trung cực của hắc tháp đó chính là chuyện một tháng sau này bởi vậy gặp lại sinh vật cấp bậc địa hồn trong biển bọn họ chỉ có thể trốn chạy trừ khi hổ nữ cũng vận dụng lực lượng trung cực lăng hàn không để cho hổ nữ dùng tới lực lượng như vậy dù sao ở trong hải vực này dù thế nào cũng phải giữ lại một con át chủ bài ầm um, một dòng nước trào lên chấn động tới mức mấy người lăng hàn đều run rẩy một hồi chỉ thấy từ nơi cực xa có một con cá xương cực lớn bơi tới tốc độ cực nhanh. Ngay từ đầu, Lăng Hàn chỉ cho rằng con cá xương này phát hiện ra bọn họ. Nhưng rất nhanh hắn đã phát hiện là không đúng, bởi vì phái trước con cá xương này lại có thể còn có một người khác. Chỉ là trước đó ở quá xa, liền không nhìn thấy rõ bộ dáng của người này. Mãi đến khi khoảng cách lại gần hơn, cuối cùng với phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. chương 2181, kỷ vô danh đánh tới. Dị, gia hỏa này kiêu ngạo đến tận trong xương cốt, ta mỹ vô cùng, lại có thể bị một con cá đuổi cho chạy như vậy. Ha 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 ha, Lăng Hàn, lại gặp mặt, tuy rằng dị đang lẩn trốn, lại không hề có chút xíu chật vật nào, trái lại vẫn nhìn về phía Lăng Hàn phá lên cười. Người quái dị, người cũng bị đuổi tới sắp tàn phế hoa cúc, còn cười cái gì mà cười. Hổ nữ nói không cố kỵ, dị cất tiếng cười to, ta không giết được nó, nó cũng đừng hòng mơ tưởng làm gì được ta. Lăng Hàn cười, nói, không bằng liên thủ. Được, lang Hàn vốn tưởng rằng người kiêu ngạo giống như dị sẽ không đồng ý liên thủ. Nhưng thật không ngờ đối phương lại có thể đáp ứng dứt khoát như vậy. Điều này khiến cho hắn có chút bất ngờ. Nhưng hắn càng không phải là người dây dưa, lập tức hét dài một tiếng, xông về phía con cá xương kia. Nữ cũng tới, hổ nữ phát ra một tiếng rít gào trầm thấp, cũng xông ra. Nữ hoàng cao ngạo hơn nhiều, tuy rằng nàng cũng xông ra, lại cao ngạo lạnh lùng vô cùng, chỉ là phát động công kích sắc bén về phần nhu yêu nữ chỉ có phần đứng ở một bên xem trò vui ở thời điểm này tứ trảm hoàng giả cùng đế giả có tranh lệch thực lực rất lớn ầm um, lang hàn sông lên con cá xương kia lập tức vẫy đuôi đánh về phía hắn ầm um, hắn đã bị đánh bay ra ngoài đúng là không hề có sức lực chống lại trong lòng hắn bừng tỉnh thảo nào dị lại bị đuổi chạy khắp nơi như vậy chiến lực của con cá xương này quả thực kinh người chỉ có điều khí lực của hắn quá mạnh mẽ trong phân hồn cảnh hẳn chỉ có cường giả cấp bậc thiên hồn mới có khả năng tạo thành tổn thương thật sự đối với hắn. Địa hồn, miễn cưỡng khiến cho hắn chảy chút máu đã là tốt vô cùng. Lăng Hàn sông trở về trước tiên, hắn lấy ra lực của hắc tháp, phát động không gian di chuyển, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt con cá xương. Tiên ma kiếm lấy ra, vung qua, do hắn chủ lực hành động, kìm chế công kích của con cá xương, những người khác lại nhân cơ hội khai hỏa toàn bộ chiến lực, điên cuồng công kích phát thiết đến trên thân của con cá xương này muốn nói cường lực cá xương có thể nghiền ép một trong bốn người mà sau khi nó bị lăng hàn kiềm chế lại có thể khiến cho nữ hoàng hổ nữ dị hoàn toàn phát huy chiến lực khủng khiếp đà kích như vậy cho dù là con cá xương này mạnh mẽ tới địa hồn đỉnh phong cũng không chống đỡ nổi bắt đầu bị gãy từng gai xương nhưng con cá xương này lại hung hãn vô cùng dù thế nào cũng không chịu lui nó chính là muốn đập chết lăng hàn nếu như nếu đổi lại là một cường giả địa hồn bình thường như vậy chỉ cần chuyển công kích giết chết ba người nữ hoàng trước, sau đó sẽ chậm rãi đánh cùng Lăng Hàn. Chí ít có thể bảo đảm mình sẽ không bị thua thiệt. Nhưng con cá sương này lại có chút cứng đầu, ai đánh nó tàn nhẫn hơn, nó sẽ nhìn chằm chằm vào người đó. Bởi vậy, Lăng Hàn là mục tiêu chủ công của nó. Nó muốn cắn chết Lăng Hàn, nuốt sống, sau đó mới có thể quay đầu sang đối phó với những người khác. Cái này quyết định số mạng của nó. Nó bị bốn người Lăng Hàn mài chết từng chút một. a à, Thủy sinh vật cấp bậc địa hồn cũng thật khó giết chết. Lam Hàn không khỏi cảm khái nói, nếu như thời gian dừng lại của hắc tháp có thể sử dụng bất cứ lúc nào thì tốt rồi. Địa hồn đỉnh phong cũng chỉ cần một chiêu, dễ dàng lại vui vẻ. Lực phòng ngự của ngươi thực sự không tệ, dị liếm môi một cái, trong đồng tử với hai màu vàng bạc ánh ngời. Hình như ý chí chiến đấu đã tăng cao ngất trời, hiện tại ta chắc hẳn không có khả năng xé ra được thể phách của ngươi. Lam Hàn mỉm cười, quả thực giống như lời dị nói. Ở trong trình độ chảm trần này, tuyệt đối không có ai có thể uy hiếp được hắn. Ngoại trừ kỳ vô danh, người này là tiên vương chuyển thế, thậm chí có thể làm cho thư nhã dung cũng là tiên vương chuyển thế lấy phong thái vô cùng hèn mọn quỳ thị. Tiên vương cửu trọng nắm giữ diệu pháp gì, tuyệt đối không thể sơ suất, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ai ra, mấy người đều đến đông đủ thật, một giọng nói trong trẻo vang lên. Chỉ thấy một bóng người tiêu sái xuất hiện, đạp sóng nước bước nhanh đến. Trên mặt hắn hiện ra nụ cười nhạt đó không phải là kỷ vô danh, thì là ai? Người này thật đúng là âm hồn không tiêu tan, vừa mới nói đến hắn, hắn lại tới. Người quái dị, người muốn làm gì? Hổ nữ nhảy ra ngoài, đây là người duy nhất trong cùng giai đã khiến cho nàng bị thua thiệt. Nàng vừa nhìn thấy hắn liền tức giận, đã muốn đánh nhau. Vẻ tươi cười trên khóe miệng kỷ vô danh lại lớn thêm một ít. Hắn nói, đương nhiên là tới lấy tính mạng của các ngươi, trợ giúp ta đi lên con đường đỉnh phong, dẫm nát mảnh thiên địa này các ngươi không cần cảm thấy bi ai, có thể đưa ra cống hiến cho ta như vậy, chính là đưa ra cống hiến cho toàn bộ tiên vực. Người hậu thế sẽ vĩnh viễn ghi nhớ các ngươi, kẻ ngu ngốc nhiều tác quái, nữ hoàng lãnh đạm thản nhiên trách mắng, nàng cũng giận dữ, ánh mắt kỳ vô danh đảo qua, cười nói, trình độ của các ngươi quá thấp, căn bản không cách nào lý giải được tất cả những việc ta làm. Ta cũng không có ý cho các ngươi hiểu rõ, các ngươi chỉ cần biết rằng, các ngươi chết không phải không có ý nghĩa. Vèo, hắn lao ra mục tiêu thứ nhất là nhu yêu nữ tuy rằng kiếp trước hắn mạnh mẽ đạt tới tiên vương cửu trọng đời này luận về chiến lược cùng lúc đã vượt qua đời trước nhưng hắn không có một chút kiêu căng nào mà vô cùng cụ thể đối phó với một đám kẻ địch lớn khẳng định như vậy là xé ra lỗ hổng từ chỗ yếu nhất với con cá xương lần trước có thể nói là tuyệt nhiên ngược lại phải biết rằng kỳ vô danh kiếp trước chính là tiên vương cửu trọng hơn nữa tính mạng hậu kỳ có khả năng một mực vượt qua ở trên chiến trường sát lục kinh nghiệm chiến đấu của hắn, nhất là kinh nghiệm đối phó khi bao vây tấn công sẽ phong phú tới mức nào. Hắn vừa ra tay liền nhắm thẳng vào một vòng yêu nhất trong mấy người Lăng Hàn. Lăng Hàn vội vàng đưa tay ra nhấn một cái, thu nhu yêu nữ vào trong hắc tháp. Đối mặt với kỷ vô danh, thật giống như thời điểm bọn họ đánh một trận với con cá xương lúc trước kia. Nhưng chỉ số thông minh, kinh nghiệm chiến đấu không biết hơn bọn họ gấp bao nhiêu lần. Hệ số nguy hiểm cao kinh người, phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn hắc hắc, kỳ vô danh đầy thâm ý nhìn Lăng Hàn, chương 2182, đuổi đi. Vậy trước tiên khai đao từ trên người của ngươi trước, tuy rằng lực tiên thai của ngươi không mạnh, nhưng bảo vật trên người lại là thứ ta nhất định phải có được. Tay hắn hóa thành chảo, chộp về phía đầu của Lăng Hàn. Ông ông ong ong từng ánh sáng quy tắc nhộn nhạo với chín màu sắc khác nhau. Lăng Hàn nhất thời cảm giác được áp lực cực lớn, thần cốt cũng vang lên những tiếng rắc rắc, giống như sắp gãy lìa. Thật đáng sợ, Hắc, Lăng Hàn khẽ quát một tiếng, tiên ma kiếm vung lên, chém về phía kỷ vô danh. Đó chính là diệt thiên cửu kiếm. Diệt thiên cửu kiếm rơi vào trong tay của ngươi, ngược lại cũng không tính là bôi nhọ. Kỷ vô danh vừa cười vừa nói, thân hình bay lệch sang một bên, không cứng rắn va chạm cùng Lăng Hàn. Hắn nhân cơ hội lao về phía nữ hoàng tấn công. ầm ầm ầm, hắn biến chảo thành quyền, liên tiếp có bảy quyền đánh ra. Mỗi quyền đánh qua đều xuất hiện một ký hiệu hình vòng tròn, chân áp về phía nữ hoàng. Tuy rằng nữ hoàng cố gắng chống lại, nhưng bảy ký hiệu lại đáng sợ vô cùng, kiên cố không phá vỡ nổi, cứng rắn chân áp nữ hoàng, giống như bảy tòa tiên sơn ép ở trên đầu, khiến cho nàng không thể động đậy. Kỷ vô danh lộ ra vẻ tươi cười tràn ngập sát ý, tay phải đưa tới thiên linh cái của nữ hoàng. Lang Hàn kinh hãi, hóa ra Kỷ vô danh đánh mình chỉ là đánh nghi binh, mục tiêu chân chính lại là nữ hoàng. Hắn vội vàng lấy tay trái nhẹ nhàng nhấn mình một cái, nói: trao đổi, ầm. Um, Kỳ vô danh một trường đè xuống, lại kinh ngạc phát hiện, bóng người nữ hoàng mơ hồ, thay vào đó lại trở thành lăng hàn. Một trưởng vỗ tới, từng tấm phù văn phát sáng, thiên linh cái của lăng hàn cũng lõm xuống phía dưới một đoạn, nhưng không nghiền nát, sau đó liền bị đánh bay ra ngoài. Đây là lăng hàn vận dụng lực không gian của hắc tháp, có thể tùy ý trao đổi vị trí với một người bị hắn đặc biệt đánh ký hiệu không gian lên. Nhưng có hạn chế trên phương diện khoảng cách, nữ hoàng, hổ nữ, thiên phượng thần nữ thậm chí nhu yêu nữ đều bị hắn đánh ấn ký không gian. Vừa rồi, hắn chính là dựa vào cái này để cứu nữ hoàng một mạng. Bằng không, một trường này đặt ở trên người nữ hoàng, cho dù nữ hoàng nắm giữ chín phân thân cũng tổn thương cũng khó tránh khỏi cái chết. Kỳ vô danh thật biến thái. Đến lúc này, dù cho là kiêu căng tự mãn như nữ hoàng, cũng không thể không thừa nhận, kỳ vô danh xác thực rất mạnh. Mạnh như vậy đã vượt qua phạm vi ngũ trảm, mặc ngươi lại thiên tài cũng chỉ có phần không nói gì. Người ta là Tiên Vương tầng 9 chuyển thế, nữ hoàng, hổ nữ lập tức đi tới bên người Lăng Hàn, mà gì cũng đi nhanh tới, bốn người đặt ngang hàng, mặt hướng kỳ vô danh. Bốn người bọn họ tùy tiện cầm một cái đi ra đều là đế giả vô thượng nhưng đối mặt kỳ vô danh, lại không thể không liên thủ, thậm chí liên thủ cũng không thể bảo đảm có thể thắng, ngược lại, chỉ cần có người không bị giết chính là thắng lợi. Chênh lệch quá lớn, kỳ vô danh không có ra tay, mà nhìn chằm chằm bốn người Lăng Hàn nhìn một hồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi để ta nghĩ tới mình lúc còn trẻ, lúc ấy ta hẳn rất giống các ngươi a. À. Có điều, ở trước mặt tồn vong của tiên vực, tính mạng của mấy người các ngươi lại tính là gì? Không nên ôm oán bất công, không biết có bao nhiêu người vì các ngươi mà hy sinh, bọn họ lại oán giận cái gì? Nói xong, Kỳ Vô Danh lấy ra một cái tiểu cung, chỉ to bằng bàn tay. Tiểu Trư Thiên A Di cung, cái này là tiên khí chân chính, lại phối hợp thực lực vượt qua cảnh giới của Kỳ Vô Gian, bộc phát ra uy lực là tuyệt đối đáng sợ kỷ vô danh trong một tiếng gầm giận dữ chỉ thấy một bóng người cao to xuất hiện như một man hùng hình người cao khoảng một trượng lồng ngực dày rộng như một tảng đá lớn ở chân hắn gầm dữ dội một tiếng đã giết về phía kỷ vô danh oanh trong một quyền đấm ra ánh sáng vạn trượng Kỳ vô danh khẽ cao mày thầm nói thời điểm không nên chạy thì chạy thời điểm không nên đến thì đến hắn thay đổi thân cung nhắm man hùng hình người kia bắn tới veo cung nhỏ bắn ra tiếng cũng nhỏ hóa thành một vệt sáng, như kim châm. Man hùng hình người hai tay hợp lại, đùng, hai bàn tay khổng lồ hợp đến cùng một chỗ, nhất thời hình thành phong bạo đáng sợ, oanh kích về phía đạo lưu quang đi. Vù, phong bạo đón nhận lưu quang, có phù hiệu đại đạo sáng lên, đây là hai người, hoặc là nói người cùng quy tắc của tiên khí va chạm. Man hùng hình người lập tức bị chấn bay, tương tự không phải đối thủ của Kỷ vô danh, nhưng thực lực của hắn rất mạnh, không có bị kỳ vô danh thuấn sát, Hiện tại chỉ cần có thể chống đỡ được kỳ vô danh công kích mấy lần, liền được coi là cường giả, cường giả chân chính, cùng đám người lang hàn một cấp bậc. Cuồng nhân, dị nhếch miệng nở nụ cười, ta lần này là cố ý tới gặp ngươi, ngươi sẽ có cơ hội. Man hùng hình người cũng không thèm nhìn dị, chỉ nhìn chằm chằm kỳ vô danh. Có điều, hiện tại còn chưa tới phiên ngươi. Hắn chiến ý ngút trời, hai mắt phát quang, có vô số phù hiệu cuồn cuộn. Lang hàn cũng liếc mắt nhìn man hùng hình người này, hóa ra hắn chính là cuồng nhân người số một trong trảm trần cảnh tam đô thiên. Hiện tại, năm đại đế giả bọn họ liên thủ, khả năng là đối thủ của kỳ vô danh sao? Kỳ vô danh dùng cung vỗ nhẹ ở trên người mình, nói. Lại thêm một người, phiền phức hơi nhỏ, năm đại đế giả, hơn nữa còn là đế giả đỉnh cấp, ở trong mắt hắn lại chỉ là phiền phức hơi nhỏ. Có điều, ngược lại cũng đỡ ta đi tìm từng cái từng cái. Hắn nhoèn miệng cười, thân hình lấp lóe chủ động công kích về phía năm người lăng hàn. Âm, um, âm, um, âm, um. Kỷ vô danh thay đổi phong cách chiến đấu, không còn là hứng hờ, mà tiến vào hình thức chiến đấu điên cuồng, không thua kém hổ nữ, dị, cuồng nhân chút nào, tóc đen đầy đầu chút lên trời, mạnh mẽ xông vào vòng trong liên thủ của năm người lăng hàn, đại sát một mạch. Dám đồng thời cùng năm đại đế giả này đấu đối diện, trong toàn bộ trảm trần cảnh phỏng chừng cũng chỉ có hắn. Có điều, lượng biến vây nên biến chất, bốn người lăng hàn đều là đế giả cao cấp nhất, hiện tại lại tăng thêm cuồng nhân, sức chiến đấu của bọn họ lại tăng lên một bậc hơn nữa năm người liên thủ, không còn là từng người tự chiến, uy lực tự nhiên càng mạnh. Bọn họ chặn công kích giống như thủy triều của kỷ vô danh, nhưng cũng chỉ là như vậy, không thể tiến hành phản công. Chính là vào lúc này, lang Hàn đột nhiên gầm một tiếng dữ dội, nữ biết rồi, chương 2183, sâu vào đáy biển thượng. Hổ nữ đáp một tiếng, cả người đột nhiên biến mất, mà côn bằng hư ảnh của nàng cũng lập tức trở nên vô cùng chân thật, ở trên trán hiện ra một phù hiệu cổ điển, không trọn vẹn, sau đó phát ra hào quang. Xeo, đạo quang mang này nhắm thẳng vào kỳ vô danh. Nhanh, quá nhanh, phù hiệu mới sáng lên, hào quang đã rơi vào trên người kỳ vô danh. Oanh, một tiếng nặng nề vang lên, kỳ vô danh nhất thời bị đánh bay ra ngoài, ngực thình lình có thêm một cái động, có máu tươi ồ ồ tuôn ra, gương mặt trở nên trắng bệch. Chiến đấu cho đến bây giờ, kỳ vô danh rốt cuộc bị thương, hơn nữa còn là trọng thương, trái tim bị đánh không còn. Đây là át chủ bài mạnh nhất của hổ nữ, lấy ra lạc ấn võ đạo trong cơ thể tiên vương, xúc động côn bằng huyết mạch phát động một đòn kinh thiên động địa, ngay cả cường giả thiên hồn cũng có thể xóa bỏ. Có điều, tuy kỳ vô danh trọng thương, nhưng cũng có thể thấy được mạnh mẽ của hắn, ngay cả một đòn có thể xóa bỏ thiên hồn lại chỉ để hắn trọng thương, mà không chết. Lăng Hàn vẫn không có để hổ nữ sử dụng át chủ bài mạnh nhất, chính là vì ở thời điểm này phát huy kỳ hiệu. Giết, bốn người Lăng Hàn đều triển khai tấn công điên cuồng, kỳ vô danh hừ một tiếng, nhìn lướt qua trên mặt năm người, đột nhiên quay đầu rời đi. Tốc độ của hắn quá nhanh, phảng phất như thủy áp nơi này không có một chút hiệu quả nào với hắn, vừa nhấc chân đã đi xa mấy ngàn trượt, trong vài bước liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Căn bản không đuổi kịp, năm người lăng hàn đều cao mày, bọn họ người nào không phải thiên kiêu vô thượng, nhưng năm người liên thủ lại chỉ có thể đuổi kỳ vô danh đi, điều này làm cho nội tâm kiêu ngạo của bọn họ không thể nào tiếp thu được. Chờ đột phá phân hồn lại tái chiến, cuồng nhân trước tiên rời đi, dị cũng gật gù, đi về một hướng khác. Tuy bọn họ nắm giữ thực lực ngang hàng phân hồn, nhưng từ trên bản chất mà nói còn không phải cường giả phân hồn, mà một khi đột phá phân hồn, sức chiến đấu của bọn họ không chỉ tăng vụt, còn có thể thu được càng nhiều năng lực. Tỷ như phân hồn mỗi tăng lên một cảnh giới nhỏ liền có thể thêm một phân thân, đây đối với sức chiến đấu tăng lên tuyệt đối là rất rõ ràng. Hiện tại đánh không lại kỳ vô danh, vậy chờ đột phá phân hồn tái chiến. Thiên Kiêu đều là không chịu thua, chúng ta cũng dành thời gian. Lăng Hàn nói với ba nữ, Nhu Yêu nữ đã bị hắn ném ra hắc tháp. Bốn người tiếp tục tiến lên, nhưng không dám di động xuống dưới, thủy áp nơi này đã đạt đến cực hạn của bọn họ có khả năng chịu đựng, xuống chút nữa, chết là sẽ không chết, nhưng cần bọn họ đặt càng nhiều lực lượng ở trên phòng ngự, tự nhiên ảnh hưởng sức chiến đấu. Lại nói, thủy sinh vật trong khu vực này đã đủ mạnh, lại xuống nếu như gặp phải thiên hồn thậm chí cấp bậc tiên phủ, vậy ngoại trừ chạy lại có thể làm gì? Bọn họ triển khai săn giết ở trong vùng biển rộng lớn này. Theo thời gian trôi qua, bọn họ tích lũy dương hồn thạch cũng càng ngày càng nhiều. Nửa năm sau, trong tay mỗi người bọn họ đều có một khối dương hồn thạch màu xanh lục to bằng đầu người. Bốn người lăng hàn đều không có thỏa mãn ở dương hồn thạch kiểu dáng này, mà tiếp tục đi săn, có thể tưởng tượng muốn từ phẩm chất màu xanh lục đột phá đến phẩm chất màu xanh lam, vậy yêu cầu nỗ lực 200 lần, gần như tiêu hao hết thời gian của bọn họ ở dương hồn hải. Màu xanh lam chính là cực hạn sao? Trên phẩm chất màu xanh lam còn có màu xanh đậm, màu tím. Thông thường mà nói, màu vàng liền có thể chứa đựng phân hồn, nhưng như vậy tu ra phân hồn thực lực có hạt, khẳng định kém xa tích tắc bản thể, nếu như lấy tiêu chuẩn của Trảm Trần đến xem, đây tính là miễn cưỡng Trảm Trần. Ngươi là đột phá phân hồn, nhưng phân hồn quá yếu. Màu xanh lục, mạnh hơn một đoạn, có thể coi như đối ứng Trảm Trần phổ thông. Màu xanh lam, vậy chính là đối ứng Trảm Trần hoàn mỹ. Từ điểm đó mà nói, dùng dương hồn thạch phẩm chất màu xanh lam đột phá đã vô cùng tốt, nhưng chảm trần còn có chảm thiên địa, còn có ngũ chảm, cái này ở phân hồn cảnh tự nhiên cũng có tuyển hạng hoàn mỹ trở lên. Vậy thì dùng dương hồn thạch màu xanh đậm cùng màu tím đột phá. Vấn đề là, ở thời gian là hoàn toàn không kịp, mỗi tăng lên một phẩm chất, số lượng liền nhiều hơn 200 lần, đối ứng với nhau, thời gian cũng phải dùng nhiều 200 lần. Như vậy trên lý thuyết đạt đến phẩm chất màu xanh lam cần 100 năm trở lên, vậy muốn đạt đến màu xanh đậm phải bao lâu? màu tím lại phải bao lâu? Hoàn mỹ, cái này nghe tới không tệ, nhưng Lăng Hàn cũng không hài lòng, dưới cái nhìn của hắn, chỉ có dương hồn thạch màu tím mới có thể xưng là hoàn mỹ. Hơn nữa đối thủ hắn muốn chiến thắng, là kỷ vô danh. Dương hồn thạch phẩm chất màu xanh lam đột phá, không đủ, vậy thì đi đáy biển, tiểu tháp đột nhiên nói, mỗi lần dương hồn hải đóng lại, hết thảy sinh linh cũng sẽ chết sạch, sau đó chậm rãi xúc tích ra một nhóm sinh linh mới. Mà ở đáy biển, thì sẽ có di hài của những sinh linh này. Lăng Hàn bừng tỉnh, nếu có sinh linh cấp bậc tiên phủ, thì sẽ có dương hồn thạch màu xanh đậm thậm chí màu tím. Cuối cùng cũng coi như không có ngốc đến nhà, tiểu tháp khinh bỉ nói, cái tháp kiêu ngạo kinh người này quả nhiên không sửa được thói quen ác nghiệp. Lăng Hàn lắc đầu một cái, cũng lời tính toán với nó, chẳng trách, nơi này mở ra thời gian có hạn, mà lại không thể để cường giả phân hồn thậm chí tiên phủ tiến vào, dựa vào chảm trần đi chém giết, làm sao có khả năng đạt được dương hồn thạch cấp bậc màu tím ngay cả kỳ vô danh cũng không thể nào làm được những người khác hầu như không thể đi đến đáy của hải dương bởi vì thể phách không bằng dù cho lấy nguyên lực hình thành phòng ngự nhưng luôn có thời điểm lực kiệt sẽ bị chấn chết ở trên biển nhưng ta không giống thể phách của ta ở bất luận thời gian nào bất kỳ địa phương nào cũng sẽ không suy yếu lăng hàn thầm nói sau đó lập tức báo cho ba nữ nữ hoàng cùng hổ nữ đương nhiên sẽ không có ý kiến lập tức gật đầu tiến vào hắc tháp, như yêu nữ có kè mặc cả, muốn Lăng Hàn cũng tìm cho nàng một khối dương hồn thạch màu tím, lại bị Lăng Hàn trực tiếp nhấc lên ném vào trong hắc tháp. Lúc này, Lăng Hàn mới xuất phát về phía biển sâu. Không xuống bao xa, thủy áp liền bắt đầu tăng mạnh, có điều thể phách của Lăng Hàn quá mạnh mẽ, chỉ lấy cái này mà nói, ngay cả kỷ vô danh cũng chỉ có thể chố mắt nhìn theo, nói lên một chữ phục. Trường 2184, sâu vào đáy biển hạ. Lăng Hàn không để ý chút nào, không cần bận tâm các nàng hổ nữ, hắn tự nhiên không kiêng rẻ gì. Hắn không ngừng thâm nhập, non nữa ngày sau, hắn liền lặn xuống gấp đôi, sau đó là gấp ba, đến nơi này, ngay cả thể phách của hắn cũng có chút không chịu nổi. Cũng còn tốt, hắn có hắc tháp, không chịu nổi liền vào trong trốn một hồi, khôi phục thể lực, không giống những người khác, coi như mang theo không gian thần khí, lúc này ngược lại phải lấy nguyên lực, quy tắc bản thân đi bảo vệ nó, bằng không nhất định sẽ bị thủy áp phá nát. Đến nơi này, Cách đáy biển đã không xa, đại khái chỉ mấy trăm trượng, thị lực có thể nhìn thấy. Lăng Hàn bơi lội, tìm kiếm di hài sinh linh ở đáy biển. Mức độ này tuyệt đối là bất kỳ người nào khác cũng khó đến được, toàn bộ hải vực lặng như một nghĩa địa, không có chút rung động nào, vậy thì để tầm nhìn trở nên cực cao, Lăng Hàn quét mắt qua một cái liền có thể nhìn rất xa. Thế giới đáy biển một mảnh mênh mông, chỉ có cát mịn màu trắng vô tận, nếu như cái này không phải ở đáy biển, này dù là ai cũng cho rằng đây là một sa mạc rộng lớn. Hắn đến gần đáy biển thì bơi lội, sau một ngày, đột nhiên ánh mắt của hắn sáng lên. Phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ, đáy biển mênh mông, cát trắng mịt mờ, làm sao có khả năng xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Bởi vì đây không phải là núi nhỏ, mà là một di hài sinh vật biển to lớn. To lớn như thế, nói vậy lưu lại dương hồn thạch tất nhiên vô cùng lớn. Lăng Hàn vận chuyển tiên pháp, phát động thủy chi bản nguyên, ở vùng biển này có thể phát huy ra kỳ hiệu, đến mức độ này, thể phách của hắn cũng không cách nào hoàn toàn chống đỡ, nhất định phải mượn lực lượng quy tắc. Hắn tiếp tục hạ xuống, chỉ thấy đây là một con rùa lớn, thật là cao lớn như núi, đại bộ phận thân thể vẫn duy trì trạng thái hoàn hảo, bộ phận nhỏ thì lại bắt đầu ăn mòn. Lăng Hàn một kiếm đâm ra, nhưng tiên ma kiếm lại không cách nào phá hư thân thể con rùa lớn này. Thật cứng cỏi, hắn thử mấy lần, đều không cách nào thành công, không thể làm gì khác hơn là chuyển tới chỗ bị ăn mòn, một kiếm đâm qua, thành công chém vào xác rùa quá dày đặc ngay cả ra ngoài cũng không phải lăng hàn hiện tại có thể phá hoại chỉ có thể từ lỗ hồng tiến vào đây là một quái vật khổng lồ một chân liền có thể sánh ngang một ngọn núi lăng hàn ở bên trong một đường vượt mọi trông gai bỏ ra bốn ngày lúc này mới rốt cục đi tới trong đầu rùa lớn dương hồn thạch màu xanh đậm lăng hàn không khỏi đại hỷ khối dương hồn thạch trước mặt này so với cái của hắn còn lớn hơn một chút quả nhiên nơi này có kỳ ngộ lăng hàn thu khối dương hồn thạch này vào hắc tháp cũng cắt một chút thịt rùa vào, tuy con rùa lớn này đã chết 100 triệu năm, nhưng bởi vì cấp độ quá cao, huyết nhục vẫn duy trì trạng thái tươi ngon như cũ. Nếu không phải con rùa này quá lớn, không thể thu hồi toàn bộ, cũng bởi vì thời gian có hạn, không thể cắt quá nhiều, lang Hàn chắc chắn sẽ không thỏa mãn chút thu hoạch ấy. Hắn ở trong hắc tháp cùng ba nữ chia sẻ vui sướng thắng lợi, liền đi ra. Phẩm chất màu xanh đậm cũng không phải mục tiêu của hắn, thậm chí dung hợp dương hồn thạch màu tím cũng không phải, mà là dương hồn thạch màu tím thiên nhiên hình thành. Chính vì ở chỗ này hoàn toàn tách biệt với hải vực thế gian, sinh vật biển có thể thỏa thích trưởng thành, nhưng đạt đến cấp bậc thiên hồn vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay, Lăng Hàn bỏ ra 10 năm thời gian, cũng chỉ đạt được 14 khối dương hồn thạch màu xanh đậm. Nhưng mà, dương hồn thạch màu tím vẫn xa xa khó vời. Lăng Hàn quên hết thời gian, lấy 100 năm qua tính toán, dù dung hợp thành một khối dương hồn thạch màu tím cũng nhỏ đến đáng thương, muốn có được một khối thiên nhiên, cái này tựa hồ càng thêm xa xôi. Tìm A, à, Lăng Hàn tiếp tục triển khai tìm tòi, có lúc hắn số may, một năm liền có thể tìm được hai, ba khối, nhưng có lúc vận may không được, liên tục hai ba năm cũng không có thu hoạch, trong đó một bộ phận nguyên nhân là hắn gặp phải sinh vật biển mạnh mẽ, đuổi cho hắn chạy mất dép, làm sao có thời giờ đi tìm dương hồn thạch. Thời gian trôi mau, 100 năm đã đi qua, mà trong biển rộng cũng không có biến hóa chút nào, thật giống như mãi mãi cũng duy trì ở trạng thái này. Lăng Hàn dựa theo kinh nghiệm của tiền nhân, nhìn xuống cầu vồng bảy màu, trong đó có một đạo đã biến thành màu trắng, còn lại sáu đạo thì vẫn là màu sắc nguyên thủy. Thời điểm đương dương hồn hải sắp đóng, cầu vồng bảy màu sẽ toàn bộ biến thành màu trắng, mà đến lúc ấy, còn có một khoảng trăm năm bước đẹp, sau đó mới sẽ chân chính đóng cửa. Lấy cái này suy tính, còn lại khoảng 700 năm thời gian. 700 năm, đủ tìm được một viên dương hồn thạch màu tím thậm chí nhiều hơn sao. Ở hải vực sâu như vậy, Lăng Hàn cũng không lo lắng kỷ vô danh có thể tìm được mình. Sức chiến đấu của kỷ vô danh xác thực rất mạnh, nhưng chỉ nói phòng ngự, Lăng Hàn có thể bảo đảm, hắn tuyệt đối là cùng cấp mạnh nhất, ngay cả kỷ vô danh cũng chỉ có thể gọi ca ca, coi như kiếp trước đối phương là tiên vương tầng 9. Có điều, điều này cũng cực kỳ cực kỳ cực kỳ chán. Nơi này chỉ có một mình Lăng Hàn, không chỉ cảnh sắc vĩnh viễn bất biến, không có một chút xíu âm thanh, như địa ngục trần gian. Cũng còn tốt, Lăng Hàn còn có thể tiến vào hắc tháp, Bên trong có bốn nữ có thể bồi hắn. Lại qua 300 năm, Lăng Hàn thu hoạch dương hồn thạch màu xanh đậm càng ngày càng nhiều, số lượng cũng gần như đạt đến 200, nhưng dương hồn thạch màu tím lại một khối cũng không có. Hắn có chút nóng lòng, thời gian đã qua một nửa, nhưng chỉ có thể kiếm ra một khối dương hồn thạch màu tím dung hợp, đừng nói một người một khối dương hồn thạch màu tím thiên nhiên, ngay cả hợp thành cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiếm ra một khối. Nhưng có thể có biện pháp gì? Lăng Hàn chịu xuống tính tình, bơi lội ở dưới đáy biển tìm kiếm di hải sinh vật biển. Một năm rồi lại một năm, thời gian trôi qua nhanh chóng, đại bộ phận quang mang của cầu vồng đã biến thành màu trắng, trói lọi chiếu sáng hải vực. Hà, Lăng Hàn đột nhiên phát hiện, nước biển bắt đầu phun trào. Trên mặt biển cũng không phải gió êm sóng lặc, nhưng sau khi đi tới hải vực sâu như vậy, hết thảy đều trở nên vô cùng yên tĩnh, nhưng hiện tại đột nhiên xuất hiện dòng nước phun trào, đó chỉ có thể nói một vấn đề. Trường 2185, hẻm núi đáy biển hoặc là có một sinh vật biển to lớn đang lao tới, hoặc là hải vực xuất hiện biến hóa rất lớn. Tình huống bây giờ là, cái sau, ở phía trước Lăng Hàn xuất hiện một hẻm núi, không tính lớn, ước chừng khoảng 10 dặm, lối vào cực nhỏ, sau đó phóng to, bộ phận rộng nhất cũng có khoảng 10 dặm, hình thành một hình tam giác. Sẽ có dòng nước phun trào, là bởi vì nước biển đang rót vào trong hẻm núi, do đó hình thành lực thúc đẩy. Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, lay động theo từng cơn sóng, bơi về phía hẻm núi. Khi hắn đi tới lối vào hẻm núi, lại kinh ngạc phát hiện, phía trước lại xuất hiện vách tường vô hình, ngăn cản hắn tiếp tục tiến lên. Mà đồng dạng bị ngăn cản, trừ hắn ra còn có. Nước biển, nói cách khác, trong hẻm núi không có nước biển. Rất kỳ quái, nếu nước biển không thế tiến vào hẻm núi, vậy ám lưu này là làm sao hình thành? Lăng Hàn vuốt cầm nghĩ một trận, liền từ bỏ. Trong thiên địa có quá nhiều chuyện khó mà tin nổi, muốn tìm hiểu rõ ràng từng cái là sự tình không hiện thực. Vì lẽ đó, hắn không cần xoắn suýt ở nguyên nhân mà là làm sao tiến vào bên trong ở đáy của biển cả đột nhiên xuất hiện một hẻm núi không có nước biển muốn nói không có điểm quái là ai tin được lăng hàn đấm ra một quyền oanh vách tường vô hình phía trước lập tức dập dần thật giống như chất lỏng tạo thành không ngừng phập phồng qua một lúc sau mới ngừng lại không phá lăng hàn kinh ngạc lại đấm ra một quyền lần này hắn dùng tới quy tắc sát lục nhất thời lực phá hoại tăng vọt oanh nắm đấm đánh vào trên tường nước gây nên một cơn chấn động, nhưng tường nước vẫn không phá. Chẳng lẽ còn không đánh tan được, Lăng Hàn không phục, hắn triển khai tiên pháp, bắt đầu đánh tung. Âm, um, âm, um, âm, um, âm, um, hắn dùng tiên pháp có thể vận chuyển qua một lần, nhưng vách tường vô hình cứng cỏi đến không cách nào hình dung, chịu đựng lực lượng mạnh hơn cũng không hư, nhiều lắm là chập chờn mấy lần mà thôi. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm, nếu tay không không được, vậy dùng tiên khí. Vận chuyển diệt thiên cửu kiếm, soạt, chém ở trên tường nước, lần này tường nước ngay cả gợn sóng cũng không có nhưng lăng hàn lộ ra sắc mặt vui mừng nước trí nhu man lực mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào chân chính phá hoại bởi vì nước có thể chia sẻ lực lượng chịu đựng vừa nãy hắn đánh ra mấy quyền chính là như vậy rõ ràng là đánh vào một điểm nhưng cuối cùng sẽ bị toàn bộ dương hồn hải hấp thu cứ như vậy mặc cho thực lực của lăng hàn mạnh mẽ ra sao cũng không thể phá hoại dương hồn hải đúng hay không nhưng hiện tại tiên ma kiếm chém ra không có chút rung động nào cũng không phải lực công kích yếu hơn mà là những lực lượng này chân chính đánh vào một điểm không có để lực lượng tản ra làm cho cả dương hồn hải đến chia sẻ cái điểm này liền ở trên mũi kiếm của tiên ma kiếm lăng hàn gầm một tiếng hai tay dùng sức thúc đẩy thẻ 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 trên bức tường vô hình xuất hiện từng vết nứt càng ngày càng nhiều càng ngày càng dài sau đó oanh một tiếng phá nát oanh nước biển tràn vào lăng hàn cũng theo nước biển cùng một chỗ vào theo hắn lập tức đứng lại chỉ thấy dưới chân có nước biển tràn về phía trước nhưng tốc độ càng ngày càng chậm hắn quay đầu lại xem chỉ thấy nước biển tiến vào đang biến ít bởi vì lỗ hổng phá tan đang thu nhỏ lại vách tường này có năng lực tự mình chữa trị chỉ một lát bức tường vô hình đã hoàn toàn chữa trị mà mắt thường cũng không thể nhìn tới có thể biết bức tường này tồn tại là bởi vì nước biển bị chặn lại hình thành một mặt gắt có ý tứ lang hàn lẩm bẩm nói chỉ cảm thấy toàn thân ung dung bởi vì nơi này không có nước biển tự nhiên sẽ không có thủy áp Hắn vung tay lên, nhất thời, nữ hoàng, hổ nữ, nhu yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ đều được hắn phóng ra. Ô, đây là địa phương nào? Hổ nữ nháy mắt to, tò mò đánh giá bốn phía. Dương Hồn Hải, nữ hoàng cũng kinh ngạc, nhìn về phía Lăng Hàn. Lăng Hàn gật đầu nói, vẫn là đáy biển của Dương Hồn Hải, chỉ là hoàn cảnh của nơi này khá đặc thù, có một tấm bình phong thiên nhiên cách trở nước biển. Chơi thật tuyệt, hổ nữ vỗ tay cười nói, Lăng Hàn vội vàng kéo nàng lại cô gái nhỏ này tham ăn lại ham chơi, tuyệt không phải nói đùa mà thôi. Nơi này, là nơi nào, nhu yêu nữ nhìn chung quanh, tìm xem xem, năm người tách ra một chút, ở trong cốc tìm kiếm. Thung lũng này rất nhỏ, ngay cả người bình thường chuyển một vòng cũng không cần bao lâu thời gian, huống chi là cường giả như bọn họ. Ô, nơi này thật giống có đồ vật, hổ nữ ngừng lại, đào đất, lang hàn đi tới, chỉ thấy trên đất lại nhô ra một cái gai nhọt, mới nhìn, thật giống là một trụ đá, chỉ là cực kỳ sắc bén. Nhưng theo hổ nữ tách ra đá vụn bùn đất bốn phía, liền phát hiện cây trụ đá này càng ngày càng dài. Hổ nữ đào càng sâu, cây trụ đá này cũng từ khoảng một thước biến thành một trượng, cuối cùng xuất hiện một cái xương sọ to lớn. Đây là di hài của một sinh vật to lớn, chôn ở trong đất bùn, chỉ có cái sừng ở đỉnh đầu mới lộ ra một chút xíu, vừa vặn để hổ nữ nhìn thấy. Khi sinh vật to lớn này hoàn toàn khai quật ra, năm người lăng hàn cũng chỉ có thể dùng tư thái ngước nhìn. Vô cùng lớn, dương hồn thạch màu xanh đậm hổ nữ lập tức vỗ tay, lấy ra dương hồn thạch trong đầu lâu sinh vật. Nơi này làm sao có khả năng có thi hài một con sinh vật biển. Lăng Hàn vuốt cầm suy tư, liên tưởng đến dòng nước phun trào, hắn không khỏi có một suy đoán. Lẽ nào, sinh vật biển chết ở phụ cận, di hài sẽ bị dòng nước đưa tới nơi này sao? Bức tường kia, không chặn vật chết, tê, chiếu nói như vậy, trong thung lũng này sẽ có bao nhiêu dương hồn thạch. Năm người Lăng Hàn đều trở nên hưng phấn, bọn họ vội vã phân công nhau mà đi, đào móc ở trong lòng đất. Ta phát hiện một cái, ta cũng phát hiện một cái, thanh âm của bọn họ liên tiếp, phát hiện di hài của từng con sinh vật biển. Đại bộ phận đều là hài cốt cấp bậc thiên hồn, xúc tích ra dương hồn thạch màu xanh đậm, số ít là màu xanh lam, cái này đối với người khác chính là trí chí bảo, nhưng hiện tại bị 5 người lang hàn khinh bỉ mà ném vào trong không gian thần khí. Phải 200 khối mới có thể luyện thành một khối dương hồn thạch màu xanh đậm, không phải vô bổ là cái gì. Có điều bọn họ không có thói quen đồ vật tới tay lại ném đi, vậy trước hết để qua một bên. chương 2186, Dương Hồn Thạch Màu Tím. Theo tiến độ thu hoạch như vậy, bọn họ chỉ cần 1-2 tháng thời gian liền đủ để mỗi người thu hoạch 200 khối Dương Hồn Thạch Màu Xanh Đập, từ đó hợp thành một khối màu tím, lấy Dương Hồn Thạch chất lượng cao nhất thẳng tiến phân hồn. Nơi này hẳn là mộ địa của sinh vật biển, tồn tại yếu không có bị nước biển hút tới đây cũng đã ăn mòn hết, bởi vậy có thể đi tới nơi này chỉ ít cũng là cấp bậc địa hồn. Có thể cống hiến ra dương hồn thạch màu xanh lam. Nhưng người khác biết được thì lại làm sao có thể đi tới nơi này sao? Nguyên lực cùng lực lượng quy tắc của ai cũng không thể chống đỡ lâu như vậy, căn bản không có bơi tới gần liền bị thủy áp chen thành cặn bã. Cũng chỉ có Lăng Hàn mới có thể làm được sự tình người khác không thể. Xuất hiện tên to xác, Lăng Hàn đào ra một chỗ, sau khi thi thể một sinh vật biển bộc lộ ra một bộ phận, không khỏi kinh nghi. Đây là một con cá kiếm, toàn thân màu vàng dù cho chết vô số năm cũng không có một chút dấu hiệu ăn mòn nào. Trên người có từng cái từng cái phù hiệu đại đạo, tỏa ra khí tức uy nghiêm, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể sinh uy, chân áp phản thế. Tiên phủ cảnh, bốn nữ đều lại đây, kinh ngạc thốt lên, nếu sinh vật biển cấp bậc thiên hồn có thể xúc tích ra dương hồn thạch màu xanh đậm, vậy tiên phủ cảnh thì sao? Màu tím, các ngươi lại đi tìm một chút, nơi này không phải chỉ có hài cốt của một tiên phủ cảnh. lang Hàn nói, Mộ địa đáy biển này mai táng không phải chỉ là sinh vật biển 100 triệu năm trước, còn có 200 triệu năm trước, 300 triệu năm trước, vô số 100 triệu năm tích lũy mới để trong này trở nên khắp nơi là bảo. Ừm, bốn nữ đều phân công nhau mà đi, Lăng Hàn tự nhiên không có tâm tình đi quản di hài sinh vật biển khác, chỉ cần có thể đào ra dương hồn thạch trong cơ thể con cá kiếm này, vậy chính là dương hồn thạch màu tím thiên nhiên, chân chính đến cấp bậc cao nhất. Phốc, hắn một kiếm đâm xuống, nhưng trong mắt của cá kiếm tràn ngập tính dai, hơi hãm xuống, bảy cái phù văn phát quang, nhất thời liền gãy trở lại. Trong mắt, không hư, thật cứng cỏi, lăng hàn kinh ngạc, phải biết coi như là cường giả tiên phủ cảnh thì lại làm sao, dưới tình huống không có phòng bị hoàn toàn có thể bị chảm trần cảnh giết, trừ khi loại như hắn, trời sinh thể phách mạnh mẽ, trước sau ở vào trạng thái phòng ngự tốt nhất. Nhưng con cá kiếm này đã chết vô số năm, lực phòng ngự vẫn mạnh như thế. Khẳng định là trời sinh thể phách mạnh mẽ, mẹ kiếp, cái này không phải chế tạo phiền phức cho ta sao? Lăng Hàn thở dài, thử thu cá kiếm vào trong hắc tháp. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mà mở ra thần thức, bao vây cá kiếm lại. Trên người cá kiếm, có phù hiệu tia chấp, thật giống như phát hiện cử động của Lăng Hàn, nhưng không có phản vệ mãnh liệt, để Lăng Hàn không có dừng lại, tiếp tục bao vây. Đây quả thật là một tên to xác, nhưng so với những cự vô bá khác ở trong biển mà nói, này vẫn tương đối thon thả. Sau gần nửa canh giờ, Lăng Hàn lộ ra sắc mặt vui mừng. Thành công, hắn đã dùng thần thức hoàn toàn bao vây con cá kiếm này đến đây đi xeo con cá kiếm này liền biến mất không còn tâm hơi tự nhiên là tiến vào trong hắc tháp bóng người lang hàn lóe lên cũng theo tiến vào hắc tháp tuy hiện tại lực lượng của hắc tháp bị giới hạn ở cảnh giới của hắn nhưng tuyệt đối mạnh hơn hắn rất nhiều hơn nữa lực lượng của hắc tháp kéo dài không lo lắng sẽ dùng hết tiểu tháp đến hỗ trợ lang hàn bắt đầu giải phẫu cá kiếm tiểu tháp thong thả xuất hiện nói ơ ờ, đi vận khí cứ cho A, à, lại để ngươi gặp phải một di hài tiên phủ cảnh. Lăng Hàn không nói gì, cái tháp khinh người kiêu ngạo này một ngày không độc địa hắn liền không thoải mái. Nhanh hỗ trợ, tuy tiểu tháp khinh người kiêu ngạo, nhưng làm tất cả đều xuất phát từ lợi ích của Lăng Hàn, bởi vậy tuy độc địa, nhưng đã bắt đầu thuyên chuyển lực lượng hắc tháp, giúp đỡ Lăng Hàn cùng một chỗ phân giải con cá lớn này. Dù như vậy, vẫn phải bỏ ra ba ngày, lúc này mới xé ra đầu cá. Quả nhiên, dương hồn thạch màu tím, Lăng Hàn cười ha ha, lần này thực sự là viên mãn. Hắn ra hắc tháp, chỉ thấy nữ hoàng, như yêu nữ cùng thiên phượng thần nữ còn đang tìm kiếm, mà hổ nữ thì ngồi ở trên một con cua lớn, một bên lay động hai chân, một bên gặm đùi gà, cực kỳ nhàn nhã. Cái này không phải nàng đào ngũ, mà là nàng đã tìm được một di hài sinh vật biển tiên phủ cảnh. Cũng thật là số may, lang hàn không khỏi cười nói, đương nhiên, nữ quá lợi hại, hổ nữ không hề biết khiêm tốn, lang hàn thả ra thần hồn, bắt trước làm theo, thu con cua lớn này vào hắc tháp, sau đó bỏ ra 7 ngày mới thành công xé ra. Hết cách rồi, phòng ngự của con cua lớn càng thâm hậu, hắc tháp lại không thể toàn diện phát huy, chỉ có thể từng chút mà đến. Khi bọn họ ra hắc tháp, nữ hoàng cũng có thu hoạch, đương nhiên là một di hài sinh vật biển tiên phủ cảnh. Cái này làm nhu yêu nữ gấp chết mất, ba người lăng hàn đều có dương hồn thạch hoàn mỹ, chỉ có nàng còn khổ sở tìm kiếm. Nàng vội vàng nói lời tốt với thiên phượng thần nữ, để nàng giúp mình tìm kiếm, ngược lại đối phương ngay cả trảm trần cũng chưa đột phá muốn dương hồn thạch cũng không có tác dụng đồ chơi này lại mang không đi ra chỉ có thể sử dụng ở đây khi lăng hàn giải ra dương hồn thạch cho nữ hoàng nhu yêu nữ rốt cục có thu hoạch lớn chỉ có thể nói nơi này quả thực chính là kho báu dương hồn thạch lần này bốn trảm trần đều có dương hồn thạch màu tím xung kích phân hồn đi bốn người tách ra một ít trước người bày đặt một khối dương hồn thạch không nhỏ hơn cái nhà là mấy tiến vào dương hồn hải đại bộ phận thời gian kỳ thực đều tiêu hao ở trên tìm kiếm dương hồn thạch, mà đột phá phân hồn chỉ là mấy tháng thời gian, điều kiện trước tiên là người đã tìm thấy ngưỡng cửa của phân hồn, tới nơi này chỉ là bắt đầu phân hồn mà thôi. Bốn người lăng hàn sớm mấy trăm năm trước đã là chạm trần đỉnh cao, tìm thấy ngưỡng cửa của phân hồn, thiếu chỉ là dương hồn thạch hoàn thành bước cuối cùng. Bọn họ dồn dập chấn động thần hồn, muốn phân ra một bộ phận tiến vào dương hồn thạch, thành phân hồn của mình, tương đương với có thêm một thân ngoại hóa thân không nên dùng thần hồn của mình. Tiểu tháp đột nhiên mở miệng, hả, phân ba đạo thiên địa bản nguyên trong cơ thể ngươi ra. chương 2187, đột phá phân hồn. Tiểu tháp không có giải thích tại sao, tiếp tục chỉ huy Lăng Hàn phải nên làm như thế nào. Vì sao, nhưng tính cách của Lăng Hàn là mọi việc đều phải hỏi cái rõ ràng. Tiểu tháp thở dài, thiên địa bản nguyên vốn có ý thức, sau khi người phân chúng nó ra ngoài, tính độc lập, tính chất trưởng thành của phân hồn đều càng tốt hơn. Hơn nữa, người phân thần hồn của mình ra, đối với bản thân chính là một loại phá hoại. Tuy sau khi đạt đến tiên phủ, phân hồn sẽ trở về, nhưng phá hoại. Trung quy là phá hoại, sẽ có tỷ vết, dùng thiên địa bản nguyên thay thế, đây mới là con đường hoàn mỹ nhất đột phá phân hồn. Cái tiểu tháp bảo thủ này, ở thời khắc sống còn mới bằng lòng nói ra thứ then chốt. Lăng Hàn cũng không có nói cho các nàng nữ hoàng, bởi vì ba người này không có thiên địa bản nguyên, nói cho các nàng thì lại làm sao, sẽ chỉ làm các nàng lưu lại tiếc nuối mà thôi lấy dương hồn thạch màu tím đột phá cách hoàn mỹ cũng không xa lại nói trên đời này lại có mấy chảm trần có thể có được thiên địa bản nguyên chiếu nói như vậy ta ba lần phân hồn kế tiếp đều phải tách thiên địa bản nguyên ra lang hàn hỏi như vậy ta muốn tìm hiểu quy tắc đối ứng thì làm sao bây giờ ngu ngốc tiểu tháp diễu cật nói cái gì gọi là phân hồn phân hồn là trên người người phân ra một bộ phận bất luận cách nhau bao xa người cũng có thể cảm ứng được làm sao có khả năng không cách nào tìm hiểu được quy tắc thiên địa. Còn có, lấy thiên địa bản nguyên làm phân hồn, cực hạn không phải bốn lần, mà là chín lần, trong thiên địa, chín chính là to lớn nhất. Khóe miệng của Lăng Hàn không khỏi hơi co giật, nói Ta mới chỉ có ba đạo thiên địa bản nguyên, nếu như không thể tìm được càng nhiều, chẳng phải là bị vây ở địa hồn cảnh sao. Vì lẽ đó, người phải mau mau đi tìm thiên địa bản nguyên. Tiểu tháp rất không chịu trách nhiệm nói. Lăng Hàn không nói gì, thiên địa bản nguyên lại không phải rau cải trắng, muốn liền có thể sao? Lại nói, tuy thiên địa bản nguyên có rất nhiều chủng loại, ngũ hành, lôi, thời gian, không gian, sát lục, độc. Mỗi một loại đều có thể tách ra chín đạo bản nguyên, mới nhìn còn không ít. Nhưng tiên vực lớn bao nhiêu, tiên vương lại có bao nhiêu, muốn thu thập chín đạo thiên địa bản nguyên, hơn nữa ở loại hình lớn còn phải không giống nhau, độ khó này kỳ thực so với xung kích tiên vương còn cao hơn. Lăng Hàn đạt được ba đạo thiên địa bản nguyên, vậy chỉ có thể quy về vận may, cũng không thể coi vận may như ăn cơm đúng hay không. Có thể, ta có thể coi vận may như ăn cơm. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, chạm chân chỉ cần ngũ chạm liền hoàn mỹ, nhưng phân hồn lại muốn chín lần. Nếu như thật có thể chín lần phân hồn, vậy sẽ mạnh đến đâu? Lăng Hàn không khỏi hiếu kỳ, người muốn thành tựu thiên tôn, nhất định phải tu mỗi một cảnh giới đến hoàn mỹ. Tiểu tháp tránh không đáp, trao đổi một góc độ đến khích lệ Lăng Hàn thiên tôn lăng hàn cầm quyền tiểu tháp xem như là nắm đúng tử huyệt của hắn chỉ cần có con đường càng thêm hoàn mỹ có thể đi vậy hắn sẽ không chút do so dự mà lựa chọn con đường này căn bản mặc kệ con đường này khó đi đến cỡ nào hắn bắt đầu xúc động ba đạo thiên địa bản nguyên nhất thời bất kể là cử thiên hỏa huyền âm mẫu thủy hay liệt diễm lôi kích mộc đều dục già dục dịch bọn chúng lựa chọn lăng hàn làm chủ nhưng chưa hề xóa đi cá tính của mình trong bản năng thì có một loại ngóng trông độc lập lăng hàn suy nghĩ một chút quyết định trước tiên tách cửu thiên hỏa ra. Đây là đạo thiên địa bản nguyên thứ nhất hắn đạt được, hiện tại thiên địa bản nguyên không đủ, kế tiếp đột phá âm hồn, địa hồn thì sẽ tách huyền âm mẫu thủy cùng liệt diễm lôi kích mộc ra, thời gian cũng sẽ không kém quá nhiều. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hút cửu thiên hỏa từ trong đan điền ra, nhưng cái này đã cùng hắn hợp thành một thể, chia lìa như thế nào đi nữa vẫn ở rất gần nhau, có vô số liên hệ. Sau một ngày, cửu thiên hỏa mới hoàn toàn chia lìa ra, nhảy lên ở trong tay phải của hắn. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, đặt tay phải lên dương hồn thạch ở trước mặt, nhất thời, cửu thiên hỏa liền chui vào, oanh, dương hồn thạch rung động nhẹ nhẹ, sau đó trở nên kịch liệt, nhưng rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. Từ bên ngoài xem, dương hồn thạch đã biến thành trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy, vị trí trung tâm có một đám lửa, thật giống như hóa thành một đứa con nít cuộn mình, mơ hồ sẽ chập trùng một hồi, phảng phất như thai động. Lăng Hàn ngồi ở một bên, cảm ứng phân hồn biến hóa. Sau đó một tháng, chính là quá trình phân hồn từ anh thai biến hóa thành người, mà phân hồn biến hóa cũng sẽ ảnh hưởng đến hắn, do đó đánh vỡ chảm trần hạn chế, bước vào một cảnh giới mới. Thời gian cực nhanh, anh thai của cửu thiên hỏa không ngừng xúc tích, dần dần có dáng dấp trẻ con, mà lăng hàn cũng đang tiến hành lột xác, phân hồn kỳ thực chính là bản ngã, bởi vậy phân hồn tiến hành biến hóa, bản thân cũng sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Phân hồn cảnh, phá cho ta, ầm, um, mái tóc của lăng hàn chút về phía trời, cả người che kín phù hiệu đại đạo, hắc tháp cũng nhẹ nhàng rung động, thật giống như bắt đầu một loại biến hóa nào đó. Dòng dã chín ngày sau, tóc của Lăng Hàn mới rủ xuống, phù hiệu trên người cũng biến thành ảm đạm. nhưng sau một ngày, tóc của hắn lần thứ hai đảo ngược, phù hiệu toàn thân sáng lên. Sau chín ngày, hắn bình tĩnh lại, nhưng chỉ sau một ngày, biến hóa lại sinh. Một tháng, dương hồn thạch phát sinh biến hóa to lớn, cách đá trong suốt, có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong có một hình người, giống Lăng Hàn như đúc, trên người kết ra từng phù hiệu hỏa diễm. Đây chính là chỗ tốt khi dùng thiên địa bản nguyên làm phân hồn, có thể để cho bản thân phát huy đầy đủ uy lực. Thẻ thẻ thẻ, trên dương hồn thạch xuất hiện từng vết nứt, nằm dày đặc như mạng nhiệt, sau đó chỉ nghe oanh một tiếng, dương hồn thạch đột nhiên nứt ra, nhảy ra một người. Phân hồn của Lăng Hàn, hoặc là nói dương hồn, cử thiên hỏa phân hồn. Một bên khác, nữ hoàng, hổ nữ, như yêu nữ cũng dồn dập hoàn thành lột xác cuối cùng, đột phá phân hồn chính là quá trình phân hồn xúc tích, thời gian đều là một tháng hoặc thành công, hoặc thất bại, không có chuyện ngươi cần một tháng, ta muốn hai tháng. Âm âm âm, trên đỉnh đầu nhất thời có lôi vân dày đặc, thiên kiếp muốn tới. Cho dù ở trong thiên địa bí cảnh, ở dưới đáy biển sâu như thế này, thiên kiếp cũng nói đến là đến, không chút khách khí. chương 2188, bán đá, lăng hàn hét dài một tiếng, nghênh tiếp về phía thiên kiếp. Soảng, thiên địa tức giận, lôi điện đan dệt, nhưng đối với lăng hàn mà nói, hắn từ lúc ngũ chạm liền có thể chấn áp âm hồn, ngang hàng địa hồn, bây giờ đột phá sẽ nắm giữ sức chiến đấu cỡ nào. Đế giả chân chính, có thể vượt qua hai cấp, nói cách khác, hiện tại hắn ngay cả địa hồn cũng có thể ung dung chân áp, thiên hồn sơ kỳ cũng có thể ngang hàng một hồi. Ở trước mặt thực lực như vậy, thiên kiếp lại coi là gì chứ? Lăng Hàn lấy thiên kiếp tôi luyện bản thân, nhưng theo cảnh giới tăng lên, thể phách tăng lên cũng biến thành càng ngày càng chậm, càng ngày càng khó khăn. Xem ra, phải lợi dùng thiên kiếp của người khác, hắn thầm nói, Hiện tại nửa ngày thiên kiếp rèn luyện đối với hắn mà nói căn bản là không đủ, không cách nào để cho thể phách đạt được rèn luyện hoàn toàn. Hắn qua xong thiên kiếp, ba nữ nữ hoàng cũng đồng dạng hoàn thành bước đột phá cuối cùng, dồn dập phóng lên trung tâm. Ha ha ha, lần này ai có thể cùng nữ cướp đồ ăn? Hổ nữ cười to nói, hiện tại nàng không phải là một người, mà là hai người. Lăng Hàn không khỏi bật cười, tiểu nha đầu quả nhiên không mất bản sắc kẻ tham ăn, người khác sẽ nghĩ thêm một phân thân, sức chiến đấu sẽ tăng lên bao nhiêu, nhưng nàng là đặt ở trên đồ ăn. Nữ hoàng không nói gì, nhưng thân hình run lên, hóa ra chín phân thân, mà thân thể dương hồn cũng đồng dạng run lên, lần thứ hai phân ra chín thân thể. Hổ nữ há hốc mồm, nguyên bản một cái cùng 10 cái cướp liền bị thiệt lớn, hiện tại nàng mới gia tăng rồi một người trợ giúp, đối phương nhưng là 10 cái, vậy không phải càng thiệt thòi sao? Oa nha nha, quá bắt nạt nữ, lăng hàn cười ha ha, nói, đến, tìm mấy khối dương hồn thạch, chúng ta đi bán. Không biết tranh lệch với kỷ vô danh còn lớn bao nhiêu. Lăng Hàn nói, hắn cũng không tin kỷ vô danh có thể được dương hồn thạch màu tím thiên nhiên, mà cho dù đối phương là dùng dương hồn thạch màu tím dung hợp đột phá, vậy thực lực so với Lăng Hàn cũng thu nhỏ lại. Có thể vượt qua hay không? Lăng Hàn không biết, tiên vương tầng 9 chuyển thế thực sự là quá trâu bò, trời mới biết kỷ vô danh có tiên pháp khủng bố bao nhiêu. Vậy thì đến đánh đi, ánh mắt Lăng Hàn sáng quắc, chiến ý ngút trời. Bọn họ lại ở trong hẻm núi tìm kiếm mấy tháng, nhưng không có tìm được càng nhiều dương hồn thạch màu tím, bất quá màu xanh đậm lại không ít. Đi, đi bán đồ vật, bốn nữ một lần nữa tiến vào hắc tháp, Lăng Hàn lấy tiên ma kiếm phá tan bức tường vô hình, vọt ra khỏi mặt nước, sau đó bơi về mặt biển. Sau khi đột phá phân hồn, thể phách của hắn lại có bước tiến dài, lại thêm thực lực tăng lên, thủy áp ở đáy biển đối với hắn cũng không có uy hiếp gì, hơn nữa bởi vì hắn là ở trong vùng biển này đột phá thiên địa sẽ không hết sức nhằm vào hắn nếu không thì phân hồn tiến vào nơi đây đó là một con đường chết lang hàn thả ra cửu thiên hỏa phân hồn hai người nhìn nhau nở nụ cười cửu thiên hỏa phân hồn cấp tốc rời đi đương nhiên là đi bán dương hồn thạch lang hàn thả nữ hoàng hổ nữ như yêu nữ ra hắc tháp như yêu nữ thua kém một ít nữ hoàng cùng hổ nữ cũng đã có thể chịu đựng thủy áp ở đáy biển bọn họ một đường đi tới một bên thuận tiện đánh giết sinh vật biển ngược lại sau khi dương hồn hải đóng cửa, hết thảy sinh linh đều sẽ tử vong, vậy còn không bằng làm chút cống hiến cho bọn họ. Ô, phía trước có người, lang hàn mắt sắc, phát hiện phía trước có một người đang ác chiến với sinh vật biển. Bốn người đều bơi tới, sử đô, đây là một vị vương giả, ở trong mảnh đất nhỏ của mình, hắn chính là thiên tài vô song, nhưng đi tới dương hồn hải, hắn liền phát hiện vương giả đi đầy đất, hoàng giả cũng không ít, đế giả càng cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn. Hắn thu hồi cuồng ngạo, đàng hoàng chiến đấu ở trong vùng biển này, săn giết sinh vật biển, dung luyện dương hồn thạch. Mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là dương hồn thạch màu xanh lam. Nguyên bản chuyện này không có khả năng thực hiện lắm, nhưng ai bảo lần này dương hồn hải mở ra thời gian dài đến kỳ lạ, hắn có gần 800 năm săn giết, sau đó sẽ dung hợp hết thảy dương hồn thạch, vậy độ khả thi đạt được một khối dương hồn thạch màu xanh lam liền không thấp. Có điều, lần này gặp phải còn đấu nghiêu ngư này thật khó giết, thực lực hoàn toàn không kém hắn, nếu không phải thông minh có chút thấp hắn thậm chí không muốn ham chiến quá nguy hiểm sẽ làm hắn trọng thương thậm chí ngã xuống oanh đấu nghiêu ngư vận lực lấy uy thế đáng sợ đánh tới trên hai sừng nhọn có phủ văn óng ánh phát sáng làm cho uy lực va chạm này cực kỳ đáng sợ sử đô vội vã nhấc lên toàn bộ tinh thần uy lực va chạm này cực mạnh hắn tuyệt đối không thể coi thường hắn đấm ra một quyền nghênh tiếp về phía đấu nghiêu ngư ồ hắn đột nhiên sững sờ bởi vì ở trong nháy mắt đấu nghiêu ngư sắp đụng vào hắn lại bất động oanh 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 quyền lực của hắn đánh vào trên người đấu nghiêu ngư như mưa xối xả đập đầu của đấu nghiêu ngư nát bét xảy ra chuyện gì sao đấu nghiêu ngư này không phản kháng cố ý muốn chết sao ngay ở lúc hắn nghi hoặc chỉ thấy con đấu nghiêu ngư này lại động kháo trá thi xác chết vùng dậy a à, sử đô giật nảy mình sau đó hai mắt trừng ra con đấu nghiêu ngư này không phải là tự mình động mà là bị một người giơ lên đó là một nam tử tuổi còn trẻ nhìn hắn mẻn miệng cười huynh đệ muốn dương hồn thạch không sử đô vĩnh viễn cũng khó có thể quên tình cảnh này sau đó hồi tưởng lại hắn luôn cảm thấy lúc đó mình không khác tên ngu ngốc chỉ biết kinh ngạc mà nhìn người trước mặt này hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải khá không muốn a à, vậy ta đi tìm người khác hỏi một chút lăng hàn tiện tay vứt đấu nghiêu ngư qua một bên đây chỉ là sinh vật biển tứ chảm đỉnh cao xúc tích dương hồn thạch hắn căn bản khinh thường nhìn dùng để dung hợp cũng lãng phí thời gian chờ đã sử đô cũng không biết tại sao mình sẽ mở miệng hắn ôm hy vọng vạn nhất hỏi người có dương hồn thạch bán phẩm chất gì lăng hàn nhoẻn miệng cười nói xem người có bao nhiêu tiền hắn vung tay phải lên trước người nhất thời có thêm một đống dương hồn thạch từ màu xanh lục bắt đầu đến màu xanh đậm đều có con mắt của sử đô lập tức sáng dương hồn thạch màu xanh lam chính là mục tiêu cuối cùng của hắn nhưng đối phương lại lấy ra dương hồn thạch màu xanh đậm để trái tim nhỏ của hắn oành oành, oành nhảy lên. chương 2189, tràn lan thượng. Hắn phản ứng đầu tiên chính là cướp, nhưng trong lòng dùng mình. Hắn thu được dương hồn thạch màu vàng cũng cực kỳ khó khăn, nhưng đối phương có thể săn giết sinh vật biển cấp bậc màu xanh đậm, đây là thực lực ra sao. Cướp, kia là hành động tìm chết, hắn nuốt từng ngụm từng ngụm nước, đè xuống lòng tham nói. Ta muốn mua khối màu xanh đậm này, cần bao nhiêu tinh thạch không nhiều ngàn vạn là được lang hàn cười nói còn có tinh thạch không đủ cho phép dùng thần thiết chuẩn tiên kim chỉ cần để ta thỏa mãn khối dương hồn thạch này chính là của ngươi ta ta tìm xem sử đô vội vàng nói ngàn vạn tinh thạch tự nhiên là số tiền lớn nhưng chỉ cần hắn sống sót luôn có thể kiếm được số tiền kia nhưng nếu như bỏ qua dương hồn thạch màu xanh đậm vậy thì tuyệt đối không có lần sau hiện tại hắn là vương giả nếu có thể lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá cái này không thể nào để hắn bước vào hàng ngũ hoàng giả, nhưng đủ để hắn ở trong vương giả thứ tự tăng lên một đoạn dài. Lục tung tùng phèo, sử đô cũng chỉ kiếm ra hơn 6 triệu tinh thạch, tính cả thần thiết, chuẩn tiên kim, một ít đan dược, chuẩn tiên dược, trị giá cũng chỉ khoảng chừng 8 triệu. Hắn vô cùng đáng thương mà nhìn Lăng Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là ngôi sao nhỏ, mong chờ. Lăng Hàn thở dài nói, quên đi, liền bán tháo cho ngươi, cảm tạ, cảm tạ, sử đô nói cảm ơn, chỉ cảm thấy lăng hàn chính là người tốt nhất trên thế giới lăng hàn không đáng kể ngược lại dương hồn thạch lại mang không ra nát ở trong tay chính là lãng phí có thể bán ra liền là chuyện tốt hắn thu hồi toàn bộ gia sản của sử đô sau đó cùng ba nữ đứng dậy rời đi vài ngày sau bọn họ lại gặp được người lần này không chỉ có một mà là đoàn đội nhỏ bảy người một tổ đang vây giết một sinh vật biển tứ trảm đỉnh cao lăng hàn nhoẻn miệng cười lần này có thể bán nhiều một chút a Vèo hắn một bước vượt qua trực tiếp đánh chết sinh vật biển kia sau đó nói các vị muốn dương hồn thạch không nhất thời tất cả mọi người đều ngây người như phỗng chỉ biết ngây ngốc nhìn người trước mặt này thật giống như gặp phải chuyện khó tin nhất trên đời muốn không biết là ai nói một tiếng lăng hàn gật đầu cười nói lựa chọn thông minh này người cũng không biết hắn là ai sao dám cùng hắn mua bán có đồng bạn nhỏ giọng chỉ trích người đần độn a kia là lăng hàn đã từng cùng dị đánh ngang tay cái gì, hắn chính là Lăng Hàn. Vừa nói như thế, bảy người đều dùng ánh mắt sùng kính nhìn Lăng Hàn, thật giống như ngưỡng mộ một vị đại thần vô thượng. Lăng Hàn không có để ý, vung tay phải lên, lấy ra lượng lớn dương hồn thạch, nói. Các vị cứ việc chọn, bảo đảm dương hồn thạch đều là hàng thật đúng giá, không dối trên lửa dưới. Nhất thời, tổ bảy người mỗi người đều chừng mắt, không thể rời khỏi những dương hồn thạch kia. Thực sự là không nghĩ tới, thực lực bảy người này không ra sao, nhưng mỗi người đều là cường hào A. À. Mỗi người đều mua một khối dương hồn thạch màu xanh đậm, không chút đau lòng mà lấy ra ngàn vạn khối tinh thạch, để Lăng Hàn hoài nghi, đến cùng mình có phải là đan sư không, dáng vẻ thật giống như rất nghèo A. À. Hắn cùng ba nữ tiếp tục tiến lên, rất nhanh, ở trong vùng biển này liền lưu hành một truyền thuyết. Ở trong lúc người không hề phòng bị, có người sẽ lặng yên xuất hiện, hỏi người có muốn mua lông. À không, dương hồn thạch hay không? Ở trong dương hồn hải xoay chuyển hơn 100 năm, Lăng Hàn bán đi hết thải dương hồn thạch, mà qua nhiều năm như thế, hắn cũng hoàn toàn vững chắc cảnh giới, sức chiến đấu càng ngày càng đáng sợ. Nên về rồi, bốn người Lăng Hàn bơi lên mặt biển, tìm kiếm đường về. Lúc này liền có thể nhìn thấy, có thật nhiều người cũng nổi lên mặt nước, giống bọn người Lăng Hàn tìm kiếm con đường quay về. Đột phá phân hồn chỉ cần một tháng thời gian, bởi vậy đại bộ phận người sẽ ở thời khắc sống còn mới đi xung kích phân hồn, thời gian trước đều dùng ở thu lấy dương hồn thạch, tận lực thu được dương hồn thạch chất lượng cao nhất. Hiện tại gần đến ngày về, tự nhiên đại bộ phận người cũng bắt đầu trở về, những người còn lại cũng sắp rồi, ngay ở trong một hai tháng mà thôi. Lăng Hàn, chỉ nghe một tiếng thét, kinh thiên động địa, Lăng Hàn ngừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy mã đồng quang đang nhanh chóng tiếp cận, phía sau hắn là lỗ tiên minh, dáng vẻ lạc hậu mấy trăm trượng. Hai người này, đều đột phá phân hồn, nguyên bản lỗ tiên minh căn bản không thể so với mã đồng quang, nhưng một khi đột phá phân hồn, cho dù đế giả cùng vương giả tranh lệch cũng còn lại rất nhiều, chỉ ít lỗ tiên minh sẽ không bị mã đồng quang bỏ mặc đến cái bóng cũng không nhìn thấy. Há, là hai cặn bã các ngươi a à. Lang Lăng Hàn thuận miệng nói, cặn bã, cặn bã, mã đồng quang nhất thời lửa giận bốc lên, hắn đột phá phân hồn, hơn nữa còn lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá, cái này cực kỳ bất phàm. Bởi vậy, hắn cũng tự cho mình cực cao, cho rằng ít có người có thể sánh với hắn. Lăng Hàn, đối phương ở thời điểm ngũ trảm sát thực mạnh hơn hắn, nhưng hắn lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá tuyệt đối quăng đối phương mấy con phố còn chưa hết đến lúc này hắn cũng không có hứng thú lá mặt lá trái với lăng hàn trực tiếp không nể mặt mũi người cái tiểu nhân hung hăng này chết đi cho ta thân hình của mã đồng quang giết tới tay phải mở ra xèo 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 nhất thời có vô số quy tắc tiên liên đánh tới lăng hàn phía sau lô tiên minh lộ ra nụ cười âm hiểm hắn là tận mắt nhìn thấy mã đồng quang đột phá cũng biết đối phương mạnh mẽ đến mức nào để hắn chỉ có thể cúng bái, ngước nhìn. Hiện tại Mã Đồng Quang nén giận ra tay, có thể đơn giản tiêu diệt Lăng Hàn. Lăng Hàn lắc đầu, Mã Đồng Quang ở thời điểm ngũ trảm liền không bằng hắn, hiện tại hắn lấy dương hồn thạch màu tím hoàn mỹ đột phá vào phân hồn, Mã Đồng Quang cùng hắn tranh lệch không những không có thu nhỏ, trái lại càng lớn. Hắn cười nhạt, tiện tay kéo ra, đùng, Mã Đồng Quang trúng một tát, quy tắc tiên liên đầy trời cũng bị một đòn đánh nát toàn bộ, hóa thành lực lượng quy tắc nhỏ vụn, sau đó quy về trong thiên địa. Cái gì, mã đồng quang hồn bay phách lạc, đầy đầu đều là không thể tin được. Mình lại không phải đối thủ của Lăng Hàn, làm sao có khả năng, hắn là lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá A. chương 2190, Tràn Lan Hạ. Vì thế, hắn còn vận dụng một bí bảo, có thể trọng thương sinh vật biển cấp bậc địa hồn, liều mạng suýt chút nữa tiêu hao mất bí bảo này, hắn mới đạt được 200 khối dương hồn thạch màu xanh lam, sau đó dung hợp luyện hóa thành một dương hồn thạch màu xanh đậm lẽ nào Lăng Hàn cũng có bí bảo như vậy? Này, Lưu Huynh, người cũng đột phá phân hồn. Đương nhiên, đúng rồi, người lấy dương hồn thạch gì đột phá? Nói sợ làm sợ ngươi, màu xanh đậm. Cái gì, người cũng màu xanh đậm. Ồ, người cũng màu xanh đậm. Xa xa, có hai người đối thoại truyền tới, để mã đồng quang chết lặng quay đầu, chờ hắn nhìn thấy hai người này, miệng không khỏi trương thành hình tròn. Bởi vì hai người này chỉ có thể miễn cường coi như là vương giả, Trước hắn từng thấy, lấy khả năng ghi nhớ của hắn đương nhiên đã gặp qua là không quên được. Chỉ là Vương Giả lại cũng có thể lấy Dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá. Vậy hắn trâu bò cái gì chứ? A, à, Lăng thiếu, hai người này cũng nhìn thấy Lăng Hàn, vội vã chạy tới, liên tục nói cảm ơn. Lăng thiếu, thật cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi bán Dương hồn thạch màu xanh đậm cho chúng ta, chúng ta nhiều lắm là lấy Dương hồn thạch màu xanh lục đột phá. Ân tình lần này, ta nhất định ghi ở trong lòng ngày sau như có sai phái tất sẽ không thoái thác sau khi hai người này thiên ân vạn tạ lúc này mới rời đi khóe miệng của mã đồng quang co giật cái gì dương hồn thạch màu xanh đậm của hai người này lại là lăng hàn bán cho bọn họ như vậy lăng hàn khẳng định cũng đúng lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá nếu không hắn đâu có thể nào thừa bao nhiêu dương hồn thạch bán muốn nói mình dùng màu xanh lục dương hồn thạch màu xanh lam đột phá bán dương hồn thạch càng tốt hơn cho người khác cái này không phải ngu ngốc sao Lăng đại sư, lại có một người chạy tới, hành lễ với Lăng Hàn. Đa tạ đại sư yêu ái, để ta có thể dùng dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá. Ngay sau đó, lại tới một người, lại tới một người, lại một cái. Mã Đồng Quang đã mất cảm giác, dưới cái nhìn của hắn, thu được dương hồn thạch màu xanh đậm khó như lên trời, đế giả mạnh như hắn, còn cần mượn dùng bí bảo của Tây Tiên vực mới có thể đạt được, cặn bã nơi này dựa vào cái gì làm được. Lỗ Tiên Minh cũng chố mắt ngoác mồm, hắn theo mã đồng quang cũng dính không ít áng sáng, đối phương săn giết được dương hồn thạch màu xanh lục, căn bản là khinh thường nhặt, liền tiến vào miệng túi của hắn. Bởi vậy, hắn là lấy 200 khối dương hồn thạch màu xanh lục hợp thành màu xanh lam, đột phá vào phân hồn. Hắn tự cho là ôm một cái chân lớn, nhưng bây giờ thì sao? Hắn lặng yên kéo một người hỏi, sau đó suýt chút nữa hôn mê. Chỉ cần ngàn vạn tinh thạch, hắn là nhị tinh đan sư, từng là thánh tử đan đạo thành, xuất thân tuyệt đối có mấy cái 100 triệu, lấy ra ngàn vạn tinh thạch là chút lòng thành, nhưng hiện tại bởi vì chọn sai người mà tiếc nuối cả đời. Hắn hận, hắn thật hận, tại sao, tại sao Lăng Hàn nhất định phải đối phó hắn? Người đạt được nhiều dương hồn thạch màu xanh đậm như vậy cũng thôi, làm gì còn bán ra? Mọi người đều lấy dương hồn thạch màu xanh đậm đột phá, vậy người còn có thể có cảm giác yêu Việt gì? Lỗ tiên minh không nghĩ ra, tại sao có thể có người như vậy, quả thực chính là quái thai. Nhưng hắn lại không biết, kỳ thực lang hàn là lấy dương hồn thạch màu tím đột phá có điều hắn không để ý bởi vì hắn tràn ngập tự tin với mình mọi người điều kiện tương đương vậy hắn nhất định càng mạnh hơn Lăng hàn cười nhạt nói hai người các ngươi nhảy nhót lâu như vậy cũng nên đưa các ngươi lên đường hắn không chờ mã đồng quang mở miệng thân hình đã giết ra ngoài như rồng ra đại hải sục sôi trời cao vọng tưởng mã đồng quang khẽ cắn răng lấy ra một quyển sách đột nhiên mở ra chỉ thấy đại bộ phận địa phương đều trống không chỉ có một đoạn cuối cùng mới có vài chữ, không thấy rõ viết là cái gì, nhưng có một loại khí phách chân áp bầu trời. Đây là bảo vật của một vị tiên vương ban tặng, nhưng tiên vương quá mạnh mẽ, tuyệt không phải chất liệu của loại quyển sách này có thể chịu đựng được lực lượng tiên vương, bởi vậy, uy lực giảm xuống rất nhiều. Dù như vậy, này cũng có thể dễ dàng xóa đi sinh mệnh của địa hồn cường giả. Chết, mã đồng quang dùng sức dung quyển sách lên, bảy chữ còn lại cùng nhau phát quang. Ong ong ong, trên quyển sách, từng ký tự phát quang, sáng rừng rực. Sau khi đạt đến mức tận cùng, xèo xèo xèo, chỉ thấy những ký tự này bay ra quyển sách, hóa thành từng hình người, đều cao ba trượng, cả người tỏa ra bạch quang rừng rực. Bảy chữ, hóa thành bảy chiến sĩ, mỗi người thần uy lẫm lẫm. Nguyên bản mỗi lần mã đồng quang chỉ vận dụng một chữ mà thôi, nhưng hiện tại hắn đã biết lăng hàn mạnh mẽ, bởi vậy trực tiếp kích hoạt bảy ký tự của tiên vương. Mục đích rất đơn giản, đánh giết lăng hàn, tuyệt không muốn xuất hiện bất kỳ bất ngờ gì. Hưng, có chút ý nghĩa. Lăng Hàn dũng cảm đứng ra, thân hình run lên, một bóng người từ trong cơ thể hắn đi ra, chính là cửu thiên hỏa phân hồn. Tiêu diệt hắn, mã đồng quang chỉ tay về phía Lăng Hàn. Hắn vốn định đợi Lăng Hàn đi tới Tây Tiên vực lại giết chết Lăng Hàn, nhưng hiện tại lên cơn giận dữ, đã không muốn chờ lâu. Chết, 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 bảy chiến sĩ vây nhốt Lăng Hàn, tuy đều là hình người, nhưng không nhìn ra hình dạng ra sao, trên mặt rất mơ hồ ầm um, những chiến sĩ quang ảnh này đồng thời ra tay chân áp về phía lăng hàn hai lăng hàn đồng thời đón đánh oanh 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 chiến đấu nhất thời cực kỳ kịch liệt lấy dương hồn thạch không giống đột phá đến cùng khác nhau ở chỗ nào màu tím này có thể để cho phân hồn đạt đến sức chiến đấu của bản thể màu xanh đậm chỉ có 9 phần mười cứ thế suy ra mà cuối cùng phân hồn ở thời điểm đột phá tiên phủ sẽ trở về trong cơ thể bởi vậy phân hồn càng mạnh đột phá tiên phủ sức chiến đấu tự nhiên cũng càng mạnh Mặt khác, phẩm chất của dương hồn thạch càng cao, vậy thực lực ở trong dương hồn cảnh cũng càng mạnh. Đây giống như hai con sông, dài như nhau, nhưng một cái rộng một cái hẹp, vậy cái nào nước càng nhiều hơn. Hai lăng hàn, sức chiến đấu tương đồng, tâm ý tương thông, nếu không phải trong cơ thể một cái có hắc tháp, vậy hầu như không có bản thể, phân hồn khác biệt. Oanh, hai lăng hàn chiến bảy quang ảnh, tình cảnh cực kỳ kịch liệt. Ai chiếm thượng phong, xa xa có người hỏi, thấy không rõ lắm, người bên cạnh lắc đầu chương 2191, chém giết mã đồng quang. Xác thực thấy không rõ lắm, thực lực của Lăng Hàn cùng quang ảnh chiến sĩ đều tương đương thiên hồn sơ kỳ, vượt xa phân hồn bình thường, ai có thể thấy rõ. Nữ hoàng, hổ nữ lộ ra nụ cười, các nàng đương nhiên thấy rõ, kỳ thực Lăng Hàn cùng quang ảnh chiến sĩ là đánh hòa nhau. Nhưng Lăng Hàn là võ giả chân chính, trường lực liên tục, còn quang ảnh chiến sĩ chỉ là ký tự của tiên vương biến thành, lại có thể kéo dài bao lâu. Trận chiến này, Lăng Hàn tất thắng mã đồng quang dù sao cũng là đế giả hắn cũng nhìn ra quang ảnh chiến sĩ không cách nào chấn áp lăng hàn điều này làm cho hắn cực kỳ khiếp sợ này là thủ đoạn của tiên vương có thể ung dung chấn áp cường giả địa hồn mà lăng hàn chỉ vừa bước vào phân hồn coi như hắn là đế giả có thể vượt qua hai cấp nhưng bảy đánh hai nghĩ như thế nào lăng hàn cũng phải thua đến không thể thua hơn a hắn biết rất rõ thủ đoạn tiên vương này chỉ có thể kéo dài một canh giờ trong vòng một canh giờ không thể tiêu diệt lăng hàn như vậy liền không còn cơ hội. Cắn răng, Mã Đồng Quang cũng vận chuyển ra phân thân của bản thân, công về phía Lăng Hàn, cho dù không bằng Lăng Hàn, hắn đường đường cũng là đế giả, thực lực há cho phép xem thường. Ầm, um, toàn thân Cửu Thiên Hỏa phân hồn bốc cháy lên hỏa diễm rừng rực, sau khi thu được độc lập, Cửu Thiên Hỏa có thể hoàn toàn thả ra uy năng của bản thân. Đây là địa phương hắn cùng bản thể Lăng Hàn không giống, có thể xưng là phân hồn đại tuyệt chiêu. Hỏa diễm rừng rực thiêu đốt thiên địa, Cử Thiên Hỏa phân hồn đại phát thần uy, một người liền chặn bảy quang ảnh chiến sĩ. Lăng Hàn thì nhân cơ hội giết về phía Mã Đồng Quang, dây dưa với bảy quang ảnh chiến sĩ không có ý nghĩa, đánh giết Mã Đồng Quang mới là trọng điểm. Oanh 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 oanh, không có quang ảnh chiến sĩ kiềm chế, Mã Đồng Quang làm sao có khả năng là đối thủ của Lăng Hàn, hắn bị đè lên đánh, trên người không ngừng có máu tươi tung tóe, e là trong trăm chiêu sẽ bị đánh giết. Bảo vệ ta, Mã Đồng Quang tim mật lạnh lẽo, không dám tiếp tục đấu đối diện với Lăng Hàn tương tự là đế giả nhưng hai người tranh lệch lại còn có thể to lớn như thế bảy quang ảnh chiến sĩ lập tức giết về phía lăng hàn để cho mã đồng quang có một con đường có thể bỏ chạy quả nhiên ở dưới bảy quang ảnh điên cuồng vây công lăng hàn bị vây không cách nào công kích mã đồng quang điều này để cho mã đồng quang lộ ra sắc mặt vui mừng vội vã quay đầu bỏ chạy lúc chạy trốn hắn cũng bay lên cảm giác nhục nhã đường đường đế giả dùng tới tiên vương bí bảo lại chỉ có thể thảm bại rời đi đây là nhục nhã hắn chưa từng trải qua đợi đến Tây Tiên Vực, hắn nhất định sẽ tru diệt Lăng Hàn, báo mối thù này. Lăng Hàn chỉ khẽ mỉm cười, hắn quả thật bị vướng chân, nhưng Mã Đồng Quang đã quên một chuyện, đó chính là hắn không còn là ngũ chảm, mà là cường giả phân hồn. Chuyện này ý nghĩa, hắn còn có một đạo phân hồn. Xeo, cửu thiên hỏa phân hồn giết ra ngoài, bảy quang ảnh chiến sĩ đều đang toàn lực ngăn cản Lăng Hàn. Tự nhiên không thể đi ngăn cản cửu thiên hỏa phân hồn, cái lăng hàn này giết ra, một quyền liền đánh tới trái tim của mã đồng quang. Không, Mã Đồng Quang kinh ngạc thốt lên, vội vàng xoay người muốn ngăn cản, chỉ là hắn một lòng muốn chạy trốn, làm sao có khả năng đúng lúc xoay người. Oanh, một quyền oanh qua, chỉ thấy hỏa diễm ngập trời, nắm đấm của cửu thiên hỏa phân hồn đã từ trong lồng ngực của Mã Đồng Quang xuyên ra ngoài. Ánh mắt của Mã Đồng Quang đờ đẫn, hơi cúi đầu nhìn ngực của mình, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin tưởng, há mồm muốn nói cái gì, nhưng nghẹo đầu chết mất. Lực sát thương của cửu thiên hỏa là đáng sợ đến mức nào, bị trực tiếp đánh nổ trái tim làm sao có khả năng sống sót lỗ tiên minh không khỏi tim mật sắp nứt kia là đại biểu của tây tiên vực nhưng lăng hàn vẫn không chút lưu tình đánh giết đối phương so sánh với đó hắn xem như là cái gì đan sư nhị tinh thánh tử cũng mà thôi làm sao so với mã đồng quang đúng lúc này bảy đạo quang ảnh chiến sĩ đột nhiên lóe lên dồn dập tiêu tan đã đến giờ lăng hàn nhanh chân đi về phía lỗ tiên minh ánh mắt lạnh lẽo lỗ tiên minh xem ngươi ở trên đan đạo còn có chút thành tựu, ta đối với một ít mờ ám của ngươi cũng làm như không thấy. Nhưng ngươi hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, đây là đang tự tìm đường chết. Không, ngươi không thể giết ta, ta cũng là người của đan đạo thành. Lỗ tiên minh kêu lên, cái này gọi là thanh lý môn hộ, lang hàn đấm ra một quyền, oanh, lỗ tiên minh liền bị đánh nổ, hóa thành một màn mưa máu. Hắn vỗ vỗ tay, lộ ra vẻ ung um dung, đi mau đi mau, nơi này không chơi vui một chút nào hổ nữ thúc giục lăng hàn gật gù bốn người tiếp tục tiến lên giết sứ giả của tây tiên vực có thể ứng phó qua sao nữ hoàng hỏi gặp chiêu phá chiêu ai bảo tên kia hết lần này tới lần khác muốn xuống tay với ta càng có ý đồ với các ngươi lăng hàn cực kỳ khó chịu nói nữ hoàng gật gù không nói gì nữa nàng là người cực kỳ kiêu ngạo yêu kiều cho rằng khắp thiên hạ tất cả mọi người đều phải sùng bái mình vậy lăng hàn giết một người không quan trọng thì đã làm sao nữ sẽ bảo vệ lăng hàn hổ nữ kéo một cánh tay của lăng hàn rất ân ái a à, một tiếng cười ở phía sau bốn người lăng hàn vang lên lăng hàn nhất thời chiến ý như lửa chậm rãi xoay người từng chữ từng chữ nói kỷ vô danh kỷ vô danh vẫn toàn thân áo trắng như cũ phiêu giật xuất trần lúc này các ngươi chạy thoát còn khó hơn nữa trong đôi mắt của kỷ vô danh tỏa ra hung quang hắn cần huyết mạch trên thân thể mọi người càng muốn thu được bảo vật của lăng hàn đối với một tiên vương tầng 9 mà nói một chuyện lại phải lâu như vậy còn chưa hoàn thành, đây là khó mà tin nổi. Lăng Hàn cười ha ha, nói, vậy thì đến đánh đi, chiến ý của hắn xông thẳng bầu trời, kỳ vô danh là một đối thủ hắn ở cùng cấp không thể chiến thắng, điều này vẫn làm cho hắn kìm nén một hơi, muốn vượt qua, vượt qua, vượt qua. Xeo, Lăng Hàn trước tiên giết đi ra ngoài, vô tận quy tắc dập dờn, hắn một trưởng vỗ ra, chấn động kích chín tầng trời. Vô chi, kỳ vô danh díu cần nói, một chỉ điểm ra, quy tắc sát lục nổi lên, trong đó còn hỗn hợp quy tắc hệ kim, phảng phất như không có gì không chém, không có gì không nát, không có gì bất diệt. chương 2192, không kém, oanh, hai người đấu đối diện một cái, nhất thời, trên biển rộng nhất lên sóng lớn kinh thiên, trong đó càng có quy tắc đại đạo ẩn hiện, bị sóng nước đập trúng, phỏng trừng tứ trảm phổ thông cũng có thể bị chấn ngất đi. Bọt nước hạ xuống, chỉ thấy lăng hàn cùng kỳ vô danh cách xa nhau trăm trượt, không có lại ra tay trong lòng kỳ vô danh dâng lên sóng to gió lớn tuy một đòn vừa nãy vẫn là hắn chiếm thượng phong nhưng ưu thế đã không phải quá rõ ràng sao có thể có chuyện đó phải biết hắn là lấy dương hồn thạch màu tím đột phá phân hồn mặc dù là dung hợp mà không phải thiên nhiên nhưng ngoại trừ tiên vương chuyển thế như hắn thì ai có thể có được đủ dương hồn thạch màu xanh đậm lại dung hợp thành màu tím nhưng lang hàn lại rút ngắn tranh lệch một chút đây chỉ có một khả năng đối phương là dùng dương hồn thạch màu tím thiên nhiên đột phá phân hồn Hí, kỳ vô danh lần đầu lộ ra vẻ thận trọng, hắn nhìn chằm chằm lăng hàn một hồi, đột nhiên nhoẻn miệng cười nói. Ta rõ ràng, là bảo vật kia, không tồi không tồi, lại có thể để một vạn bá ở một trình độ nào đó vượt qua ta, không hổ là trí bảo. Hắn cực kỳ cảm khái, đường đường tiên vương tầng 9, không biết trải qua bao nhiêu kỷ nguyên, ở trên hắn chỉ có thiên tôn vặn lấy ngón tay cũng có thể đếm được. Hắn chuyển thế trùng tu, là muốn một đường làm đến hoàn mỹ, không người nào có thể vượt qua nhưng lang hàn một mực làm được, thiên tôn trí bảo, quả nhiên là thiên tôn trí bảo. Ta thu, hắn khẽ quát một tiếng, phát động đánh mạnh, ngươi nói thu liền thu, ngươi coi mình là ai. Lang hàn lạnh lùng nói, song quyền nhô lên, không chút yếu thế mà tiến hành phản kích. Hắn cùng kỳ vô danh ở mặt chiến lực quả nhiên còn có một chút tranh lệch, nhưng ở trên thể phách hắn thắng quá nhiều, hoàn toàn có thể liều một trận. Vù, kỳ vô danh quả đoán thả ra phân hồn, lang hàn cũng gọi ra cửu thiên hỏa phân hồn, hai đại đế giả, bốn bóng người đan dệt, tựa như tia chớp qua lại, dùng hết khả năng. Ồ, kỳ vô danh lần thứ hai kinh ngạc, cặn bã người cũng biết phân thiên địa bản nguyên ra làm phân hồn. Ý tứ không tốt, để ngươi chấn kinh, lăng hàn chỉ tay vẽ ra, triển khai diệt thiên cửu kiếm, một kiếm so với một kiếm ác liệt. Miệng gian xảo, kỳ vô danh từ tốn nói, cho dù thực lực của lăng hàn cấp tốc chạy tới, nhưng hắn vẫn là người nắm giữ quyền chủ động. Âm, um, âm, um, âm, um, hai người kịch liệt đấu đối diện, tuy Lăng Hàn vẫn có chút không bằng, nhưng thế yếu đã không phải quá rõ ràng. Lại thêm thể phách của hắn hơn xa, đủ để bù đắp chiến lực không đủ, chân chính có năng lực uy hiếp đến kỷ vô danh. Sắc mặt của kỷ vô danh hơi có chút nghiêm nghị, kiếp trước hắn không biết trải qua bao nhiêu chiến đấu, thậm chí tiên vương tầng 9 cũng giết qua, thế gian lại không có chuyện gì có thể để cho hắn thay đổi sắc mặt. Chẳng qua là hắn cảm thấy có chút vướng tay, nếu không thể đánh giết Lăng Hàn, làm sao cướp đoạt bảo vật trên người đối phương. Lăng Hàn cũng dần hiểu ra, hắn rốt cuộc biết tại sao kỳ vô danh mạnh như vậy, thứ nhất đối phương vận dụng quy tắc càng thêm mượn mà, điểm ấy hắn đã sớm nhìn ra rồi, nhưng mình muốn đạt đến độ cao như thế, chỉ có thể dựa vào thời gian tích lũy. Thứ hai, kỳ vô danh nắm giữ số lượng quy tắc càng nhiều, hơn nữa linh hoạt mà tổ hợp vận dụng, bởi vậy bộc phát ra sức chiến đấu càng mạnh hơn. Tiên vương tầng 9, vậy tự nhiên là nắm giữ một nhánh đại đạo đạt đến trình độ cực cao, mới có thể du ngoạn độ cao như vậy. Nhưng tiên vương chân chính được tuổi thọ vô hạn, đến tầng 9, không thể tiến thêm, vậy làm sao bây giờ? Vậy dĩ nhiên là đi tu luyện quy tắc khác, vô số năm tháng sau, coi như là kẻ ngu si cũng có thể nắm giữ một ít, huống chi là kỳ tài ngất trời như tiên vương tầng 9. Kỳ vô danh có thể nắm giữ hết thảy quy tắc, cho dù không có đạt đến tầng 9, nhưng đạt tới cấp độ tiên vương không khó lắm. Cái này tương đương với cái gì? Trong cơ thể đối phương có hết thảy thiên địa bản nguyên. Vì lẽ đó, Đời này kỳ vô danh vô cùng mạnh mẽ. Tiên nhân, liều chính là quy tắc, cảnh giới của mọi người như nhau, người ta nắm giữ quy tắc càng nhiều, tự nhiên càng mạnh hơn. Đây là chuyện đương nhiên, Lăng Hàn nhất thời có hiểu ra, muốn chân chính vượt qua kỳ vô danh, hắn còn phải bỏ công sức ở trên quy tắc, nắm giữ càng nhiều đại đạo, lúc này mới có thể sánh ngang, vượt qua. Cũng đến giờ phút này, Lăng Hàn mới có hoàn toàn tự tin, kỳ vô danh cũng không phải là không thể vượt qua. Hoàn toàn có thể, hắn cười ha ha chiến ý càng rực cháy sáu tay mở ra kiếm quyền trưởng oanh tạc uy lực kinh người chỉ là tiểu thuật kỷ vô danh cười gằn tương tự triển khai tầng tầng tiên thuật cùng lăng hàn chiến lên hai siêu cấp đế giả đối chiến đều hoàn toàn bộc phát thực lực của mình để người nhìn tâm thần đều đoạt không kiềm chế được làm sao có khả năng mạnh như thế đây là nghi vấn trong lòng mỗi người cho dù những người thành công đột phá phân hồn kia cũng có một loại kích động quỳ xuống cúng bái trên thế giới này thật có thiên tài có thể để người ta tuyệt vọng chiến 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 chiến, Lăng Hàn đang từ từ hòa nhau thế yếu. Thứ nhất thể phách của hắn quá mạnh mẽ, bị đánh mấy lần cũng không sao, nhưng kỳ vô danh bị oanh chúng, vậy thì là thương tổn chân thực, số lần chúng chiêu nhiều, dần dần, nhất định sẽ ảnh hưởng sức chiến đấu. Thứ hai, Lăng Hàn vận dụng quy tắc càng ngày càng tinh tế. Loại thiên tài chiến đấu như hắn, càng là gặp phải đối thủ mạnh mẽ, liền càng có thể kích phát tiềm lực, tốc độ trưởng thành nhanh kinh người. ầm, um, sau một lần đấu đối diện kịch liệt, kỳ vô danh bứt ra lùi về sau hắn nhìn chằm chằm lang hàn một hồi nói không thể không thừa nhận bất diệt thiên kinh đúng là phương pháp tôi thể mạnh nhất thế gian lang hàn chỉ cảm thấy trong đầu run rẩy dữ dội tuy hắn đã sớm đoán được kỳ vô danh có thể biết lai lịch của hắc tháp nhưng này dù sao chỉ là suy đoán bây giờ nghe đối phương chính mồm nói ra vẫn để cho hắn giật mình bất diệt thiên kinh đây là lần đầu hắn nghe một người ngoài nói ra kỳ vô danh nhoẻn miệng cười nói ta hiện tại không làm gì được phòng ngự của ngươi, có điều, ta sẽ mang tới một tiên khí, có thể dễ dàng cắt ra thể phách của ngươi. Tiểu tử, hào hào bảo trọng thân thể, hết thảy trên người ngươi đều thuộc về ta. Ha 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 ha, hắn cười to, nghênh ngang rời đi, chương 2193, đi tới Tây Tiên Vực. Câu nói sau cùng rất có nghĩa khác, có điều Lăng Hàn không có ý cãi lại. Lần sau gặp lại, mình sẽ càng mạnh hơn, cho dù ở mặt chiến lực cũng có thể áp chế kỷ vô danh nhất định sẽ, Lăng Hàn, người thật giỏi. Hổ nữ nhảy lại, nằm nhoài ở trên lưng của Lăng Hàn, không ngừng giật động tay nhỏ. Nữ hoàng cũng ôm lại, đầy mặt dập dờn. Từ khi kỷ vô danh xuất hiện, liền như một núi lớn không thể vượt qua, ngay cả siêu cấp đế giả như bọn họ cũng chỉ có thể ngước nhìn, nhưng hiện tại Lăng Hàn lại lấy sức một người chặn kỷ vô danh. Cái này há có thể không làm cho các nàng cực kỳ hưng phấn. Ta muốn, nữ hoàng tiến đến bên tai của Lăng Hàn, nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Hương thơm phải vào gáy lăng hàn, ấm áp, nóng nóng. Lăng hàn nhất thời giật mình, nữ hoàng như một bãi xuân thủy, quyến rũ đến không cách nào hình dung. Nữ cũng muốn, hổ nữ không chịu thiệt, tay nhỏ sờ loạn ở trong lồng ngực lăng hàn. Hồ đồ, lăng hàn vội vã cuốn một cái, thu ba nữ vào trong hắc tháp. Hắn vứt hổ nữ cùng nhu yêu nữ qua một bên, ôm nữ hoàng bay vọt rời đi. Số lăng hàn, số lăng hàn, hổ nữ tức giận đến kêu to hoa hoa tại sao tên thối này luôn không chịu cùng mình sinh hầu tử chứ? Như yêu nữ cũng ngụy nhãn như tơ, nàng đã sớm bị Lăng Hàn chinh phục, vừa nghĩ tới hình ảnh Lăng Hàn cùng nữ hoàng tứ chi dây dưa liền không khỏi mặt đỏ tới mang tai, chỉ cảm thấy thân thể mềm mại nóng bỏng, thật giống như có món đồ gì muốn từ trong cơ thể trào ra. Oan ra, nàng khép hai chân, ánh mắt ai oán đến cực điểm, để thạch nhân thấy cũng sẽ tim đập thình thịch. Sau một ngày, Lăng Hàn mới mang theo ba nữ ra hắc tháp, tiếp tục chạy đi nữ hoàng được thoải mái nên tươi cười rạng rỡ càng thêm xinh đẹp mà lăng hàn cũng tinh thần thoải mái trước mấy trăm năm bọn họ đều tìm kiếm dương hồn thạch căn bản không nghĩ tới việc này lăng hàn không tốt nữ chán ghét ngươi hổ nữ giận hơn, lăng hàn an ủi một hồi lại lấy ra mấy khối thịt nướng mùi thơm nước mũi hổ nữ lập tức ngụm nước chảy đầm đìa ném sự tình ghen tuông lên chín tầng mây lại một tháng sau bọn họ rốt cục trở lại lối vào theo đường nối đi lên dao bọt nước bắn tung tóe bốn người đi ra, rất lâu không gặp ánh mặt trời, một mảnh thanh thiên A. Dương hồn hải đang trải qua biến hóa kịch liệt, thất thải hồng quang đã sớm biến thành màu trắng, mà hiện tại những bạch quang này cũng đang không ngừng run lên, thật giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát. Một khi cầu vồng đổ nát, này đại diện cho dương hồn hải đóng cửa, lần sau mở ra chính là chuyện một một trăm triệu năm sau. Vì lẽ đó, đến thời điểm còn chưa ra, ý nghĩa chính là vĩnh viễn ở lại trong dương hồn hải. 17 ngày sau, Cầu vồng màu trắng biến mất, lang hàn thống kê một hồi, thời điểm đến tổng cộng có 752 người, mà lúc trở về chỉ có 421 người, trong đó có 74 người đột phá phân hồn, những người còn lại đột phá thất bại, chỉ có thể chờ đợi lần sau. Người đến Dương Hồn Hải, ngoại trừ có hạn mấy cái là gặp thiên nhân kiếp sần vật, nhất định phải đột phá, bằng không tuổi thọ liền bị chém không, những người khác đều có đầy đủ tự tin, mới sẽ chạy tới nơi này mạo hiểm. Nhưng hơn 700 người, chỉ có không tới 100 người thành công đột phá có thể thấy được phân hồn khó có thể vượt qua cỡ nào. Chiến hạm khởi động, trở về Đan Đạo Thành. Hổ nữ chạy tới nói cho Lăng Hàn một tiếng. Ở trong 700 này, đã từng có tiên vương phái thủ hạ đến truy bắt Lăng Hàn. Lăng Hàn ở trong tam hoa cốc giết chết 6 đế giả. Thế lực sau lưng của bọn họ làm sao có khả năng dễ dàng bỏ qua. Đế giả A, ngay cả thế lực tiên vương cũng rất khó bồi dưỡng được, chỉ ít cũng phải là tầng 5 trở lên. Hiện tại bị giết, tự nhiên để tiên vương cũng phải hỏi đến. Có điều tất cả mọi người đều bị Lữ Hải Dung đuổi trở lại, nàng vẫn không có hiện thân, nhưng Thủy Trung ở phụ cận bảo vệ hổ nữ, thuận tiện giải quyết một chút phiền toái nhỏ cho Lăng Hàn. Lăng Hàn bừng tỉnh, chẳng trách từ đầu đến cuối không có thế lực tiên vương đến gây sự với hắn, hóa ra đều bị Lữ Hải Dung cản lại. Trước về đan đạo thành, sau đó, đi Tây Tiên Vực, bỏ ra thời gian hơn một năm, bọn họ mới trở lại đan đạo thành. Xử lý một số việc vật vãnh xong, Lăng Hàn bái biệt tử thành đại sư, dẫn tứ nữ lại thêm huynh muội thạch lỗi, Thạch Ngọc, xuất phát về phía hải vực của Đông Tiên Vực. Đứng ở đầu thuyền, Lăng Hàn hơi xúc động, nguyên bản gần ngàn năm trước hắn liền muốn đi Tây Tiên Vực, nhưng bởi vì hai vị thăng nguyên cảnh đại chiến, vô tội lan đến gần hắn, kết quả đi tới đan đạo thành, phát sinh các loại sự tình. Hiện tại hắn rốt cục lần thứ hai muốn xuất phát đi tới Tây Tiên Vực, hơn nữa, lần này có một vị tiên vương tầng 4 tọa chấn, phải nắm chắc chứ. Xeo, thân hình Lữ Hải Dung lóe lên, rốt cục hiện thân ở trên chiến hạm tiến vào trong vô tận hải vực, mỗi một người đều đàng hoàng cho ta. Nàng nghiêm nghị nói, tiên bối, ngài là tiên vương tầng 4, lăng hàn kinh ngạc, ngay cả tiên vương tầng 4 cũng không thể ngang dọc ở trong vô tận hải vực sao. Lữ hải dung diễu cợt một tiếng, nói, nếu như người muốn chết, không ngại thử xem, người xấu xí, không cho phép nói như vậy với lăng hàn của nữ. Hổ nữ trước tiên nhảy lên, lữ hải dung không khỏi không nói gì, hổ nữ đối với nam nhân này đã điên cuồng, làm cho nàng một chút biện pháp cũng không có. Trong vô tận hải vực có rất nhiều sinh linh nguyên thủy. Hổ nữ giải thích cho Lăng Hàn, thiên địa sơ khai, nhóm sinh linh đầu tiên đều trở thành tiên vương, nhưng cũng không phải hết thảy sinh linh đều được khai phá linh trí. Ở trong vô tận hải vực, tồn tại nhiều sinh linh mạnh mẽ, bọn nó như dã thú cấp thấp nhất, ý nghĩa sống sót chỉ là sinh tồn. Nếu như không cẩn thận xông vào lãnh địa của bọn chúng, vậy có thể sẽ cực kỳ gay gâu. Có điều nữ thích, tiểu nha đầu cười hì hì nói, một bộ e sợ cho thiên hạ không loạn. Lăng Hàn gật gù, đông tây tiên vực tiến hóa khá nhanh, sinh linh đa số mở ra linh trí, nhưng sinh linh trong vùng biển tương đối chậm, vẫn như cũng ngơ ngơ ngác ngác. Gần 4 tháng sau, chiến hạm đi tới phần cuối của đông tiên vực, phía trước chính là vô tận hải vực, đi qua, chính là tây tiên vực, cấp độ võ đạo, đan đạo càng cao hơn. Ở trong thế giới kia, có cha mẹ, có hồng nhan, còn có con trai của hắn. Trường 2194 Tiên Vương đánh lén lăng hàn không khỏi cảm xúc dâng trào cái này không nghĩ đến thì thôi nhưng nghĩ tới liền để hắn vô cùng kích động nếu như con trai dựa theo bước tiến của người bình thường hiện tại đời đời con cháu đã bao nhiêu vừa nghĩ tới mình muốn làm ra ra thậm chí tổ ra ra thái ra 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 lăng hàn không khỏi có chút đổ mồ hôi lạnh hắn thực không có làm tốt chuẩn bị như vậy đi lữ hải dung cuốn tay một cái chiến hạm liền tăng tốc xuất phát về phía hải vực lực lượng tiên vương mạnh đến không cách nào hình dung Lăng Hàn cùng mấy nữ đều ở đầu thuyền nhìn, thưởng thức một đường phong cảnh. Ở tiên vực là không có ngày đêm biến hóa, nếu như xuất hiện nhật nguyệt, vậy bình thường là thăng nguyên cảnh hoặc đại năng trở lên lấy thủ đoạn vô thượng luyện chế ra thái dương cùng mặt trăng. Mà ở trong Vô Tận Hải vực, tự nhiên không có đại năng nào ăn no không có chuyện làm, ở đây đắp nặn nhật nguyệt. Bởi vậy, nơi này chính là một mảnh nguyên thủy, có điều tiên vực còn có ngôi sao, vô số viên tô điểm ở trên bầu trời, không phân ngày đêm cũng sẽ phát sáng vô tận hải vực này đương nhiên cũng không thể hắc ám chỉ là không thể nói quá sáng mà thôi cảnh sát trong thiên địa phảng phất như vĩnh viễn không thay đổi trên đầu là sao nằm dày đặc phía dưới là biển rộng mênh mông oanh trong trước mắt một bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện vỗ về phía chiến hạm một bàn tay lớn không biết đến từ đâu nhưng lộ ra uy năng vô cùng hùng uy ngập trời thất phân vương lữ hải dung quát mắng một tiếng tay trắng nghênh tiếp về phía giữa trời nàng là tiên vương hạ bút thành văn đều là thần thông vô thượng trên tay trắng quấn quanh ánh sáng đại đạo vô tận vỗ tới bàn tay lớn kia ầm um, hai bàn tay lớn đụng vào nhau nhất thời dồn dập xuất hiện dạn nứt ánh sáng đại đạo đong đưa truyền tới trên mặt biển gây nên biển gầm cao trí ít ngàn trượng đẩy bắn về bốn phương tám hướng đê tiện vô liêm sỉ lữ hải dung lại quát một tiếng cạc cạc, cái này gọi là nhổ cỏ tận gốc trong tiếng cười quái dị bàn tay lớn này lần thứ hai ngưng tụ thành vỗ lại đây chẳng lẽ lại sợ ngươi lữ hải dung vung trưởng đón nhận không ý kỵ tí nào ầm um, thực lực của hai người gần như sau một đòn tay của song phương đánh ra đổ nát ai cũng ép không được ai nhưng vào lúc này chỉ thấy một bàn tay lớn xuất hiện từ trong hư không vỗ lại mặc độc phương lần này lữ hải dung lộ ra kinh sợ đối phương lại phát động hai vị tiên vương đến đánh lén nàng nói một cách chính xác là đánh lén hổ nữ thời điểm rời côn bằng cung thái thượng trưởng lão cố ý triển khai bí pháp che đậy thiên cơ, để đoàn người các nàng không thể thôi diễn hành tung, nhưng bây giờ đối phương mai phục ở trên biển, nói rõ nắm giữ hành tung của bọn họ. Lẽ nào, trong côn bằng cung có nội gian, điều này làm cho nàng khắp cả người phát lạnh, oanh, một ý nghĩ vẫn chưa chuyển qua, một trưởng phía sau đã vỗ lại, tuy bị nàng cản một hồi, nhưng lấy có chuẩn bị tính không chuẩn bị, huống hồ là hai đại tiên vương giáp công, nàng làm sao có khả năng hoàn toàn chặn được. Một tiếng vang thật lớn, chiến hạm nhất thời giải thể, trên người đám người lăng hàn đều bao phủ một vòng sáng, là Lữ Hải Dung bảo vệ. Nàng lại vung tay lên, xeo xeo xeo, năm người lăng hàn nhất thời biến mất không còn tâm hơi. Hưng, Thuấn Di, trong mây truyền ra một thanh âm, lão mặc, người đuổi bắt mấy người kia, cần phải giết chuyển thế thân của ỷ Vân. Ân, lại một người đáp, liền không còn âm thanh, đừng hòng, Lữ Hải Dung vội vã chặn lại. Hải Thiên Vương, đối thủ của ngươi là ta. Oanh, một bàn tay lớn ngập trời chụp lấy, cản Lữ Hải Dung lại. Trong lòng Lữ Hải Dung lo lắng, tuy hổ nữ có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, nhưng tuyệt đối không thể từ trong tay một vị tiên vương chạy thoát. Hiện tại nàng hy vọng duy nhất chính là Lăng Hàn, đây chính là truyền nhân của vị kia, phải, có thể sẽ có khả năng. Vèo, năm người Lăng Hàn dồn dập từ giữa bầu trời ngã xuống, rơi vào biển cả vô tận. Lăng Hàn vội vã đưa tay, kéo bốn nữ tới. Chơi vui, chơi vui. Hổ nữ cười to, dáng dấp không chút lo lắng thần kinh của nha đầu này cũng thực đủ thô lang hàn hơi nhướng mày lần này thật đúng là cửa thành cháy tai vạ tới cá trong chậu côn bằng cùng dĩ nhiên mạnh mẽ nhưng kẻ thù cũng không yếu ở vô tận hải vực công nhiên ra tay có một vị tiên vương bảo vệ thì đã làm sao bọn họ phát động hai cái một tên tiên vương đủ để kiềm chế lữ tiền bối mà nếu để cho một tên tiên vương khác đuổi theo chúng ta lang hàn trầm ngâm nói vậy chúng ta chết chắc rồi nữ hoàng tiếp lời mặc bọn họ tự tin làm sao đối mặt một vị tiên vương, tuyệt đối không có khả năng thoát khỏi may mắn. Đều tiến vào hắc tháp, Lăng Hàn lại vung tay lên, thu tất cả mọi người vào trong hắc tháp. Lúc này, ngay cả tiên vương cấp thấp cũng không cách nào bắt giữ, một hạt giới tử từ giữa bầu trời rơi xuống, rơi vào trong nước biển, cũng theo sóng lần lượt trôi đi. Vù, tiên quang giật động, chỉ thấy một nam tử lặng yên không một tiếng động xuất hiện, vóc người của hắn không cao lớn lắm, nhưng chỉ đứng ở trên hư không, liền tựa như một tòa núi lớn vĩnh viễn sẽ không đổ nát, khiến người ta chỉ có thể ngước nhìn. Mặc độc phương, kỳ quái, dựa theo không gian gợn sóng, năm người kia nên xuất hiện ở đây. Mặc độc phương đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa, hắn đang bắt giữ quy tắc không gian gợn sóng. Ta cũng cảm ứng được khí thức của năm người này, nhưng lại đột nhiên biến mất, thật giống như bọn họ không tồn tại ở vùng thế giới này vậy. Quái lạ, hắn tìm kiếm ở bốn phía, càng tìm hắn càng kinh ngạc bởi vì năm người lăng hàn thật như biến mất không còn tâm hơi. Oanh, trên biển sinh phong ba, xuất hiện một dao long to lớn, đang theo gió vượt sóng mà tới. Lại tiến vào địa bàn của một minh dao, mặc độc phương hơi nhướng mày, đánh không có chút chỗ tốt, vẫn là trước tiên lui, nếu năm người này thật ở phụ cận, vậy căn bản không cần ta ra tay, liền chết ở trong tay con minh dao này. Hắn cực kỳ quả đoán, quay người trực tiếp rời đi. Xa xa, dao lòng bơi tới, nhìn bầu trời gào thét, rầm rầm rầm, giữa bầu trời từng viên ngôi sao rơi xuống, tiên vương chịu uy thật đáng sợ, hống một tiếng liền có thể để ngôi sao rớt xuống. Rất lâu sau đó, Giao Long mới đi vào trong biển rộng, một mảnh gió êm sóng lặng. Năm người lang hàn đều ở trong hắc tháp, mặc cho sóng biển xô đẩy. chương 2195, nhân hỏa được phúc thượng. Lần này phải không họa của ta chứ? Lang hàn cười nói, hắn tự mình mang vầng sáng phiền phức, luôn có thể ở trong lúc lơ đãng trêu chọc ra chuyện, nhưng lần này rõ ràng không có quan hệ gì tới hắn này cũng khó nói thiên phượng thần nữ cười nói nếu không ở cùng phu quân hổ nữ cũng không nhất định sẽ gặp phải đánh lén đúng vậy hổ nữ vội vàng gật đầu lăng hàn cười ha ha hỏi nữ côn bằng cung các ngươi đến cùng kết thù với nhà nào một thứ tên là tứ hải cung cung chủ của bọn họ là người bị bệnh thần kinh luôn muốn diệt côn bằng cung chúng ta làm hại nữ cũng bị họa lây hổ nữ tức giận nói Bốn người lăng hàn nghe hổ nữ nói tỉ mỉ, không khỏi đều thay đổi sắc mặt. Tứ hải cung cực kỳ mạnh mẽ, cung chủ là cô gái, gọi thương chỉ vi, một lòng một dạ muốn diệt côn bằng cung. Mà nữ nhân này chính là tiên vương tầng 9, thực lực ở toàn bộ tiên vực là số 1 số 2. Nếu không phải côn bằng cung còn có một vị thái thượng trưởng lão kéo dài hơi tàn, mạnh mẽ chống đỡ, cái thế lực mạnh mẽ này sớm đã bị san bằng. Cho dù hiện tại, thời gian của côn bằng cung cũng không dễ chịu, đại bộ phận người đều là rùa rụt cổ, một khi rời đi lãnh địa của côn bằng cung đều có thể gặp phải phục kích để ngàn tỷ năm khổ tu hóa thành hư không. Chờ nữ trở thành tiên vương tầng 9, nhất định phải đánh nổ cái mông của người bị bệnh thần kinh kia, không, phải bạo hoa cúc của nàng. Hồ nữ tức giận nói, lang hàn không khỏi thẹn thùng, tiểu nha đầu tuyệt đối là bị hắn lừa gạt. Ở trong hắc tháp, bọn họ xuôi dòng phiêu bạt, chỉ ít một tháng thời gian đi qua, nhưng bọn họ vẫn không dám rời hắc tháp. Bên ngoài là có một vị tiên vương đang tìm bọn họ, chỉ một tháng phiêu lưu lại tính là gì. Căn bản không an toàn, bọn họ cũng không nhàn rỗi, ở trong hắc tháp tu luyện, vừa vặn đã mở ra hạn mức tối đa của cảnh giới, cũng không sợ lãng phí thời gian. Một năm, mười năm, trăm năm, bọn họ ở trong hắc tháp đã vượt qua trăm năm, hơn nữa, còn dùng thời gian gia tốc của hắc tháp, luân hồi thụ mộ đạo, lăng hàn, nữ hoàng, hổ nữ cũng đã đẩy mạnh tu vị đến dương hồn trung kỳ. Nhu yêu nữ hơi kém một chút, nhưng cũng tiếp cận dương hồn trung kỳ gần như có thể đi ra ngoài rồi. bọn họ thương lượng một chút, quyết định không thể luôn ở trong hắc tháp được. thân hình lang hàn lóe lên ra hắc tháp, vù, nhất thời một luồng khí thế đáng sợ lay động. một bàn tay khổng lồ ngập trời lấy tư thế xét đánh không kịp bưng tay vồ tới. dựa vào tên tiên vương kia còn coi giữ, lang hàn thầm mắng một tiếng, vội vã trốn vào trong hắc tháp. a à, hắn rên lên một tiếng, người là tiến vào hắc tháp, nhưng vẫn bị khí thế của tiên vương quét chúng để xương cốt toàn thân hắn chỉ ít đứt đoạn mất 9 phần 10, hơn nữa còn là loại bị vỡ nát kia. Thật đáng sợ, tiên vương công kích căn bản không có đụng tới, chỉ là khí thế quét một hồi mà thôi, liền để Lăng Hàn vẫn lấy thể phách làm kiêu ngạo toàn diện tan vỡ. Đây chính là tiên vương, đỉnh của vạn pháp, trong lúc phất tay liền đại biểu thiên địa đại đạo. Lăng Hàn, các nàng nữ hoàng vội vã vây quanh, Lăng Hàn thở ra một hơi, nhe răng nói, không có chuyện gì, không chết được còn nói không có chuyện gì dây dây đều nát bét rồi hổ níu đầy mặt khổ sở ô ô ô lăng hàn thúi vẫn không có cùng níu sinh hầu tử a kháo ánh mắt ngươi đi nhìn nơi nào a lăng hàn vội vã vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch đặt ở thường ngày giọt bất diệt chân dịch này vận chuyển thương thế của hắn sẽ ở trong thời gian rất ngắn lập tức khỏi hẳn nhưng hiện tại lại không có tuy chỉ bị khí thế của tiên vương lan tới một hồi nhưng trong này vẫn như cũ có ý chí võ đạo của tiên vương không xóa đi ngay cả bất diệt chân dịch cũng không thể làm gì được. dù sao cấp độ song phương kém quá nhiều. cái này là tiên vương gì a, à, lại mai phục mấy phân hồn cảnh. lăng hàn nhổ nước bọt nói, chỉ có thể nói tiên vương kiên trì thực quá tốt, không biết sống qua bao nhiêu kỷ nguyên. vậy đối với bọn hắn mà nói, chờ một trăm năm, một ngàn năm thậm chí trăm vạn năm thì đã làm sao? không nói trong nháy mắt liền qua, nhưng cũng chỉ là chút lòng thành. so sánh với đó, kiên trì của năm người lăng hàn quá kém ta trước tiên chữa thương, Lăng Hàn ngồi ở một bên, xúc động lực lượng hắc tháp, thử nghiệm xóa đi ý chí tiên vương trong cơ thể. Cái này quá khó khăn, như thế nào là tiên vương? Đó là tồn tại đứng ở đỉnh cao của đại đạo, coi như Lăng Hàn có hắc tháp, muốn xóa đi tiên vương ý chí vẫn khó như lên trời. Hắn không ngừng đấu tranh với tiên vương ý chí, ở trong cơ thể mình tiến hành rằng co, cực kỳ gian khó. Nếu không phải đây là ở trong hắc tháp, nếu không phải hắn tu luyện bất diệt thiên kinh, ở trên cấp độ nghiền ép tiên vương, bằng không hắn căn bản không có khả năng trục xuất tiên vương ý chí, chỉ có thể bị tiên vương ý chí tiêu diệt. Không bá đạo như vậy, tiên vương lại có tư cách gì được gọi là tiên vương, đứng ở đỉnh của vạn đạo. Lăng Hàn quên tất cả, chống lại tiên vương ý chí. Một năm, hai năm, mười năm, trăm năm, thời gian trôi mau, trong hắc tháp càng là vượt qua mười vạn năm, Lăng Hàn cuối cùng đạt được thượng phong. Không phải thắng lợi trong cuộc chiến đấu này, mà chỉ là chiếm được thượng phong. Hắn rốt cuộc biết phải làm sao đối phó cố tiên vương ý chí này, mà càng làm cho hắn kinh hỉ chính là, thông qua cuộc chiến dây dưa như vậy, hắn ứng dụng quy tắc trở nên càng thêm tinh tế, thông thạo. Hắn có loại cảm giác, sức chiến đấu hiện tại của mình khẳng định mạnh hơn 100 năm trước rất nhiều. Cái này một là bởi vì cảnh giới của hắn tăng lên, thứ hai chính là hắn ở trên nắm giữ quy tắc đạt đến tình trạng tỉ mỉ. Chỉ có như thế, hắn mới có thể nhìn rõ ràng ảo diệu của tiên vương ý chí, mới có thể trục xuất chúng. Đương nhiên đây chỉ là một đạo khí thế của tiên vương mà thôi, nếu như thật chúng một phát, vậy mặc hắn nắm giữ quy tắc tỉ mỉ ra sao cũng không có hiệu quả chút nào. Hắn tiếp tục chống lại luồng ý chí này, thời gian cấp tốc trôi qua, 100 năm, 200 năm, 500 năm, lang hàn rốt cục mở hai mắt ra, trong hắc tháp đã vượt qua dòng dã 50 vạn năm. Tiên vương ý chí, rốt cục hoàn toàn tiêu tan, thực sự là cuốn người, dòng dã 600 năm A, thời gian hắc tháp càng là 60 vạn năm, lúc này mới trục xuất được một tia ý chí võ đạo mươi 2196, nhân họa được phúc hạ. Lăng Hàn, người không sao rồi chứ. Bốn nữ hổ nữ đều tiến tới gần. Lăng Hàn gật đầu nói. Không sao rồi, hơn nữa. Cũng coi như là nhân họa được phúc. Tu vi của hắn đã đạt đến dương hồn hậu kỳ. Đây là tăng lên chân thực, mà tăng lên không nhìn thấy là hắn vận dụng quy tắc. Hắn bây giờ, khá giống kỷ vô danh, rõ ràng cảnh giới tương đồng, nhưng có thể để người ta tuyệt vọng. Không biết tên quỷ đáng ghét kia rời đi chưa? Hổ nữ chu cái miệng nhỏ nhắn nói, hắn hẳn chưa rời đi, nhưng trong vòng mấy trăm năm chúng ta gặp phải nhiều lần sóng lớn, đã xa xa rời đi khu vực kia, ngay cả thần thức của tiên vương cũng có hạn. Chúng ta phải ra khu vực này, lăng hàn ra hắc tháp, một bên làm tốt chuẩn bị lập tức trốn vào, nhưng đợi nửa ngày, trong biển một mảnh gió êm sóng lặng, căn bản không có ai ra tay công kích. Vù, phương xa đột nhiên xuất hiện một chiếc thuyền lớn, nhanh chóng lái về phía hắn. Lang hàn ngưng mắt nhìn, chỉ thấy trên thuyền cắm một lá cờ xí, phía trên vẽ một hùng ưng đón gió phấp phới, trông rất sống động. Đây là một chiếc thương thuyền, vô tận hải vực cũng không phải từ hải, mà thường thường có thương thuyền lui tới, tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng lợi nhuận cũng cực kỳ cao. Ở trong vô tận hải vực, cơ bản chưa từng nghe nói có sự tình hải tặc qua lại, nguy hiểm phần lớn khởi nguồn từ đại hải, nơi này có quá nhiều sinh linh mạnh mẽ, thậm chí có thể để cho tiên vương cao mày. Bởi vậy, đội buôn dám làm ăn ở trong vô tận hải vực, vậy khẳng định đều có cường giả tỏa chấn. Người trẻ tuổi, lên đây đi, thời điểm thuyền lớn trải qua cũng không có dừng lại, mà có một sợi dây thừng quăng tới, vừa vặn ở trước người Lăng Hàn. Lăng Hàn đưa tay chộp một cái, lại dùng lực kéo, cả người liền bay vọt đến, vững vàng rơi vào bong tàu. Thương thuyền của các người gặp hải vương tập kích sao, trên bong thuyền đứng một gã đại hán, trong tay còn cầm một đoạn dây thừng. Trong vô tận hải vực, có chút tiên thú mạnh mẽ đạt đến cấp bậc tiên vương liền được gọi là hải vương. Lăng Hàn suy nghĩ một chút nói, không kém bao nhiêu đâu, hai vị tiên vương cũng có thể xem như là hải vương, đúng hay không? Nếu như mặc độc tiên vương cùng thất phân tiên vương biết, tất nhiên sẽ tức giận đến xì khói, lại so sánh bọn họ thành mãnh thú không có linh trí trong biển, cái này không phải bẩn thỉu bọn họ sao? Chúng ta muốn đi Tây Tiên Vực, nếu như ngươi cũng như thế, vậy liền để ngươi quá giang. Có điều, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí, mỗi ngày ngươi phải thôi thúc trận pháp, lấy cái này coi như tiền chuyên trở của ngươi. Đại hán kia nói, được, Lăng Hàn đáp lời, đại hán an bài cho hắn một gian phòng, Lăng Hàn thì mỗi ngày đi xuống dưới đáy thuyền, cùng những thủy thủ khác thôi thúc trận pháp, để thuyền lớn tiến lên. Trải qua mấy ngày, Lăng Hàn cũng cùng một đám thủy thủ lăn lộn quen mặt. Chiếc thương thuyền này thuộc về Tần Gia, mà Tần Gia là một thế lực thăng nguyên cảnh. Tần Gia tổng cộng có 11 chiếc thương thuyền cỡ lớn, trên mỗi chiếc thương thuyền đều có một đại năng thăng nguyên cảnh tỏa chấn, chỉ cần không gặp Hải Vương, thì cơ bản sẽ không xảy ra chuyện trước đó đại hán để lăng hàn lên thuyền gọi tần vĩ chính là một cường giả tiên phủ cảnh của tần gia cá tính hào sảng thích kết giao bằng hiếu nếu không như vậy hắn sẽ không quản việc không đâu kéo lăng hàn lên thuyền ngày đó lăng hàn đang ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi hoàn cảnh của nơi này rất kém bởi vậy hắn không có để bốn nữ cùng thạch lỗi thạch ngọc đi ra oanh thân thuyền rung mạnh làm sao lại bị tập kích oanh 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 thân thuyền liên tiếp rung động biên độ chấn động càng lúc càng lớn không tốt, gặp phải sóng thần." Có người kinh ngạc thốt lên, Lăng Hàn thở phào nhẹ nhõm, hắn cuối cùng là tai tinh gì a, à, luôn có thể đưa tới phiền phức. Hắn cực kỳ phiền muộn, lẽ nào không có thời điểm để hắn hảo hảo đi đường, ăn một bữa cơm, ngủ một giấc ngon lành sao? Tất cả mọi người trong thuyền đều chuyển động, lên bong tàu, xuống đáy thuyền, đều vì đón đánh sóng thần mà làm chuẩn bị. Lăng Hàn cũng đến trên bong thuyền, gương mắt nhìn tới, chỉ thấy phía trước thình lình xuất hiện một sóng lớn cao vạn trượng đang đánh về phía bọn họ ấy. Mà ở trong sóng lớn, có thể rõ ràng nhìn thấy có từng viên phù văn đang nhảy nhót, phát sáng. Bởi vậy, cái này không phải là một làn sóng phổ thông, mà tương đương với một công kích của cường giả. Chí ít là cấp bậc thăng nguyên, lang Hàn nhìn chằm chằm những phù hiệu kia một hồi, lập tức có phán đoán. Muốn hắn nói ra một vị nhân vật mạnh mẽ hơn mình là tu vi bực nào, cái này rất khó, nhưng phù hiệu đại đạo lại quá rõ ràng, có thể trực tiếp phản ứng ra mạnh yếu của một đạo công kích, đây tuyệt đối là cấp bậc thăng nguyên, nếu như Lăng Hàn Ninh đón, phỏng trừng sẽ bị đập thành mảnh vỡ. Nhanh, cùng một chỗ thôi thúc trận pháp phòng ngự, có người ở một bên hét lớn, Lăng Hàn cũng nhảy tới, nếu đáp thuyền của người ta, vậy thời điểm gặp phải nguy hiểm đương nhiên phải ra một phần lực. Trên thuyền chỉ có một trận pháp phòng ngự, nhưng có mười mấy mắt trận, có thể đưa nguyên lực vào trong đó, kích phát uy lực của trận pháp. Lăng Hàn không có một chút bảo lưu, dốc lực mà làm. Vù, cái mắt trận này nhất thời sáng lên ong 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 mắt trận liên tiếp sáng lên trận pháp phòng ngự trên thuyền bị khởi động hình thành một lồng ánh sáng hình bầu dục oanh sóng biển kéo tới nặng nề vỗ vào lồng ánh sáng nhất thời để lồng ánh sáng run lắc sóng lớn này không chỉ có lực lượng oanh kích mà là quy tắc xông tới oanh 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 đầu sóng cuốn qua quy tắc đang không ngừng va chạm cũng làm cho lồng ánh sáng phòng ngự càng ngày càng yếu đuối oanh con sóng lớn này rốt cuộc đi qua mà lồng ánh sáng phòng ngự cũng run lên sau đó triệt để phá nát cũng còn tốt, nếu như trận pháp phòng ngự lại sớm đổ nát một chút, vậy bọn họ liền gặp vận rủi lớn. Nhưng mà không đợi mọi người cao hứng, chỉ thấy phía trước lại có một đảo sóng lớn vỗ lại. Lại còn có một đảo, mọi người cả kinh, sau đó vội vã đi thôi phát trận pháp. Vù, ở mọi người không tiếc đánh đổi mà thôi thúc, lồng ánh sáng tái hiện. Oanh, sóng lớn đánh tới, lồng ánh sáng run run, thời khắc đều ở biên giới đổ nát. Lần này, bọn họ lại cực kỳ may mắn, trận pháp phòng ngự ở sau sóng lớn mới sụp đổ. Nhưng ở sau con sóng lớn này, còn có đạo thứ ba. Còn bao nhiêu a à, mọi người nào có thời gian nhổ nước bọt, lần thứ hai đi thôi phát trận pháp. chương 2197, siêu cấp sóng thần. Lần thứ ba, lần thứ bốn, lần thứ năm, sóng thần này quả thực chính là liên miên không dứt một đạo tiếp theo một đạo, phảng phất như mãi mãi không đình chỉ, sau khi đạp qua hơn trăm đạo, tất cả mọi người thở hồng hộc, suýt chút nữa đều nằm xuống. Cho dù mọi người là tiên nhân, cũng chịu không được tiêu hao như vậy, nhưng vì tính mạng của mình suy nghĩ, không thể không một lần lại một lần ép mình. Có đan dược liều mạng cắn đan dược, khôi phục một chút xíu nguyên lực cũng tốt. 800 đạo, 900 đạo, 1.000 đạo, sóng lớn liên miên không dứt. Đùng, có người ngã xuống, đó là bởi vì lực kiệt, trực tiếp ngất đi. Cứ như vậy, những người còn lại tự nhiên tăng mạnh áp lực, đi tu bổ chỗ trống. 1.200 đạo, 1.400, đùng, 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 không ngừng có người ngã xuống, không chỉ mắt trận này, mắt trận khác cũng như thế. Lăng Hàn vốn muốn cho ba người nữ hoàng gia giúp đỡ, nhưng ngay lập tức bỏ đi ý niệm này, bởi vì chỗ hổng quá lớn, ba nữ vốn là như muối bỏ biển, hoàn toàn không thay đổi được hiện trạng. Mà cái này còn có một vị đại năng thăng nguyên cảnh ở đầu thuyền chống lại làn sóng, nếu không có hắn hóa giải mất một bộ phận lực lượng, chiếc thuyền lớn này đã sớm giải thể. Âm, 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 soảng, sau khi làn sóng thứ 1.500 đập qua, chiếc thuyền lớn này cũng đạt đến cực hạn, ầm ầm phá nát. Nhất thời, tất cả mọi người đều bị chấn bay ra ngoài. Ẩn nấp vào đáy biển, có thể bảo đảm các ngươi không chết. Tên cường giả thang nguyên cảnh kia quát to, mọi người vội vàng lặn xuống, bởi vì một đầu sóng đã sắp đập tới. Mười trường, không đủ, trăm trường, còn chưa đủ, ngàn trường, miễn cưỡng có thể, có người chưa kịp lặn xuống mức độ như vậy, ở trong nháy mắt sóng lớn cuốn qua liền bị chấn thành huyết vụn, đầu sóng ẩn chứa quy tắc cấp bậc thăng nguyên thật quá đáng sợ. Mà vạn hạnh trong bất hạnh, đây chỉ là cấp bậc thăng nguyên, nếu là cấp bậc tiên vương, vậy tất cả mọi người sẽ bị xóa bỏ trong nháy mắt. Mọi người ai dám dừng lại, ngược lại, mỗi người đều tận lực ẩn nấp xuống dưới, ẩn nấp càng sâu tự nhiên càng an toàn. Một ngày, ba ngày, mười ngày, dòng dã một tháng sau, trận sóng thần này mới rốt cuộc chậm lại. Chậm lại, không phải đình chỉ, uy lực của sóng thần đã rơi xuống cấp bậc chảm chân, nhưng phạm vi lại mở rộng, hơn nữa không có quy luật, một hồi từ bên trái đến, một hồi từ bên phải, một hồi từ phía dưới lên. Đã như thế, tất cả mọi người liền phân tán, giao, lăng hàn từ trong biển rộng ló đầu ra, chỉ thấy bốn phía chỉ còn dư lại bảy người, vừa vặn là, tần vĩ dẫn hắn lên thuyền cũng ở trong bảy người này. Nhìn ra xa, sẽ phát hiện nơi cực xa cũng có mấy người, nhưng số lượng này so với thuyền viên vốn có lại không biết ít đi bao nhiêu. Hiển nhiên, đại bộ phận người đều bị sóng biển vỗ tới nơi xa xôi. Lang Hàn bắt lấy bong thuyền phá nát, vô tận hải vực cực kỳ đặc biệt, bơi ở chỗ này sẽ cực kỳ vất vả, nếu không có vạn bất đắc dĩ, ai cũng không muốn phí sức lực này. Những người khác cũng như thế, bởi vì số lượng bong thuyền không đủ, có mấy người liền hai người dùng một khối. Lục tục, có người hội tụ lại, khi thật sự gió êm sóng lặng, tổng cộng chỉ có 34 người, những người khác liền không biết tung tích, có thể chết, có thể hội hợp thành đại đoàn thứ hai. Thuyền không phải là không có, nhưng muốn đi ở trong vô tận hải vực, vậy yêu cầu phải là thuyền đặc thù, bằng không sẽ bị sóng lớn bao phủ nhấn chìm. Bởi vậy cũng không có ai lấy thuyền ra lãng phí, liền nằm nhoài trên bong thuyền như vậy, theo sóng mà đi. Muốn dựa vào lực lượng bản thân bơi tới phần cuối của vô tận hải vực, vậy thật chỉ là nói mà thôi, mọi người chờ đợi, chính là có một chiếc thương thuyền khác đi qua, cứu giúp bọn họ lên thuyền. Lăng Hàn còn có một hy vọng khác, chính là Lữ Hải Dung, Hiện tại nàng khẳng định đang tìm kiếm hổ nữ khắp nơi, tìm được hắn dĩ nhiên là đại biểu tìm được hổ nữ. Qua mấy ngày, trên biển bắt đầu thổi gió to, lớn đến không cách nào hình dung, để mọi người theo gió vượt sóng, tốc độ so với đi thuyền còn nhanh hơn. Sau 7 ngày, phía trước xuất hiện một bóng đen, sẽ không phải là Hải Vương chứ? Có người run giọng nói, vậy thì thật đáng sợ, gặp phải mãnh thú cấp bậc tiên vương, diệt bọn họ chỉ là chuyện xoay tay. Không, là một hòn đảo. Ô ta còn giống như nhìn thấy kiến trúc, quá tốt rồi, chúng ta có thể ở nơi đó tu sửa một hồi, hơn nữa, vô tận hải vực sinh trưởng cây cối cũng có thể dùng để chế thành thuyền, chỉ cần bày lên một ít trận pháp thôi thúc đơn giản, liền có thể vượt qua đại hải. Đúng, chỉ cần không gặp sóng to gió lớn, cái này liền đủ. Tất cả mọi người trở nên hưng phấn, dùng sức trèo hai tay, xuất phát về phía hòn đảo. Nhìn núi chạy chết ngựa, hòn đảo nhìn không xa, nhưng trên thực tế lại xa đến đòi mạc, bọn họ đi nửa giờ, hòn đảo vẫn như cũ ở trong tầm mắt, chỉ là từ điểm đen nhỏ vừa mới bắt đầu trở nên càng lúc càng lớn. Thứ nhất, vùng biển này hạn chế tốc độ du hành của mọi người, thứ hai hòn đảo xác thực cách bọn họ rất xa. Nhưng theo hòn đảo trở nên càng ngày càng gần, ngay cả người tu vi yếu nhất cũng có thể thấy rõ kiến trúc trên đảo. Hòn đảo này không có ở trên hải đồ, Tần Vĩ Kiên quyết nói, thế lực làm ăn ở trên biển sẽ vẽ hải đồ, vạn nhất giống như bây giờ gặp phải thiên tai không cách nào tránh khỏi, thì sẽ di động về phía hòn đảo gần nhất, chờ cứu viện, hoặc tự cứu. Mà điều này xác thực đã cứu bọn họ không ít lần, ở những thế lực này mà nói, hải đồ càng tỉ mỉ, chuẩn xác, vậy tự nhiên có thể cứu mạng ở thời điểm mấu chốt. Lần này tuy gặp phải thiên tai, tổn thất to lớn, nhưng nếu như có thể hoàn thiện hải đồ tần ra, ngược lại cũng có thể cứu vãn một chút tổn thất. Tọa độ hòn đảo không biết cũng có thể lấy ra bán, đương nhiên chỉ xem như là một điểm cứu viện, điểm dừng chân. Ta nghe nói, Tu luyện giả trên biển đều cực kỳ hung tàn, còn có thói quen ăn thịt người. Có người đột nhiên run cầm cập nói: "A Phi, từ đâu tới đồn đãi như vậy?" Lập tức có người tỏ vẻ khinh thường, "Này cũng không phải hoàn toàn vô căn cứ, sinh linh trong biển không có khai hóa linh trí, dựa vào cái gì tu luyện giả ở trên đảo liền khai hóa?" Lại có người phản bác: "Đừng vội nhiễu loạn lòng quân." Chương 2198: Đăng đồ đảo. Tần Vĩ hừ một tiếng, trong 34 người chỉ có một mình hắn là tiên phủ cảnh. Tự nhiên nắm giữ quyền lên tiếng tuyệt đối, một lời xuống, nhất thời không người dám lên tiếng. Tu sĩ trên biển cũng từ trong đại lục như chúng ta chuyển nhà ra, nguyên nhân nhiều kiểu nhiều loại, đại bộ phận đều là bị kẻ thù bức bách, nhưng cũng có bộ phận nhỏ là đi ra ngoài tìm kiếm bảo tàng. Bảo tàng, nghe được hai chữ này, không ít người lập tức dựng thẳng lên lỗ tai, nhất thời tinh thần tỉnh táo, tựa hồ đã quên hiện tại bọn họ đang ngâm ở trong nước biển vô tận hải vực, làm sao trở lại bờ cũng là một vấn đề. Trong truyền thuyết trong vô tận hải vực mai táng rất nhiều bí bảo tần vĩ chỉ nói một câu như thế cũng không có nói rõ ràng rất nhiều người trong lòng ngứa ngáy nhưng ai dám uy hiếp một vị đại năng tiên phủ cảnh chứ nhanh đi mọi người trở lại hiện thực mục đích hàng đầu của bọn họ vẫn là trở lại trên bờ thật muốn bọn họ ở trên một hòn đảo biệt lập khốn vô số năm tháng vậy mỗi một người đều có khả năng phát rồ mấy canh giờ sau bọn họ rốt cục chân chính tiếp cận hòn đảo đây là một hòn đảo vô cùng lớn đường ven biển dài tới mấy trăm dặm có điều đặt ở trong vô tận hải vực cái này kỳ thực là một hòn đảo nhỏ có ít hòn đảo động một chút là lớn như một thiên vực đảo nhỏ không bằng một viên tinh thể thậm chí không có tư cách xưng đảo chỉ có thể coi là một viên đá ngầm hơi lớn chẳng trách hòn đảo này cách đường hàng hải bình thường chỉ mười mấy ngày lộ trình nhưng ngàn tỷ năm qua không có bị phát hiện hóa ra là quá nhỏ tần vĩ gật gù thế nhưng hòn đảo quý giá ở chỗ có thể che mưa che gió đặc biệt thời điểm sóng thần lớn tàn phá thuyền sẽ có nguy hiểm lật úp, nhưng hòn đảo liền không cần lo lắng vấn đề này, bởi vì cái này đã ở đây tồn tại vô số năm tháng, cực kỳ lắng động. Giao, nước biển phun trào, bọn họ bị đẩy lên bờ, mỗi một người đều mệt bở hơi tai. Lúc trước liều mạng thôi thúc trận pháp, tiêu hao hết nguyên lực của mỗi người, mà sau đó vẫn không có thời gian khôi phục, ngược lại còn phải đối kháng đầu sóng, một đường treo đi, phải biết đầu sóng ở vô tận hải vực không ôn nhu chút nào, có thể tạo thành phiền toái rất lớn đối với phân hồn cảnh bởi vậy vừa đến trên bờ đại bộ phận người đều giàu dĩ nằm xuống càng có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn đến trên bờ vậy liền thực sự là an toàn tần vĩ là tiên phủ cảnh đương nhiên mạnh hơn những người khác rất nhiều thân hình hắn bay lên lấy tư thế ở trên cao nhìn xuống tra xét hòn đảo này chỉ có chu vi mấy trăm dặm đối với một cường giả tiên phủ cảnh mà nói muốn thu hết vào đáy mắt chỉ là chuyện trong nháy mắt hắn rất nhanh thì trở xuống sau đó hơi nhướng mày nói người trên đảo đến rồi tất cả mọi người còn nằm ở trên đất thở dốc thì trong lòng dùng mình người trên đảo đến cùng sẽ là thái độ gì nếu như thực lực của đối phương kém vậy không đáng kể quản ngươi có ý kiến gì ta căn bản không cần để ý tới nhưng mà nếu như thực lực của đối phương tương đương thậm chí nghiền ép thì sao vậy thì phải khẩn cầu đối phương không có ác ý với bọn họ hòn đảo rất nhỏ bởi vậy chỉ trong chốc lát liền có ba người đạp không mà tới ba người này đều là người trẻ tuổi phân biệt là hai nam một nữ, hai tên nam tử cực kỳ anh tuấn, mỗi người có đặc sắc, một cái thô lỗ, một cái thanh tú, mà cô gái kia thì quyến rũ vạn ngàn, cực kỳ mê người. Các vị giá lâm đang đồ đảo ta, là vì sao mà tới? Chàng trai tuấn tú kia hỏi, chúng ta gặp phải sóng thần, lưu lạc tới đây, còn xin chủ nhân có thể thu nhận mấy ngày, đợi chúng ta chặt chút cây cối chế thành thuyền, liền sẽ rời đi. Tần Vĩ mở miệng nói, cũng không có xem thường đối phương. Ánh mắt của Lăng Hàn đảo qua, trong ánh mắt toát ra vẻ kinh ngạc hắn có loại cảm giác ba người trẻ tuổi này đều rất mạnh tuy không phải đối thủ của hắn nhưng hẳn có sức chiến đấu địa hồn thậm chí càng mạnh hơn một ít nhưng vấn đề là hắn thực không cách nào phán đoán ra cảnh giới của ba người một cái cũng không được muốn phán đoán tu vi của một người bình thường phải cao hơn một cảnh giới lớn mới được lang hàn không thấy được cũng bình thường nhưng địa phương không bình thường ở chỗ hắn thậm chí không cảm giác được đối phương là phân hồn hay chảm chân đây giống như là ba người không có tu luyện qua, đúng, chính là cái cảm giác này. Nhưng cái này hoàn toàn không thể, bởi vì trực giác của hắn tự nói với mình, ba người này không kém. Quái lạ, quá quái lạ. Hả, thì ra là như vậy. Chàng trai Tuấn Tú gật gù. Vậy tại hạ có thể đại biểu ra Sư Hoan nghênh các vị đến. Xin mời tới Hàn phủ ngồi một chút, tẩy phong trần, sự tình rời đi có thể từ từ nói. Vậy thì đa tạ, Tần Vĩ gật gù, tại hạ Tiêu Tuấn, chàng trai Tuấn Tú tự giới thiệu mình. Vị này chính là sư đệ ta, La Hà, còn có vị này là sư muội ta, cũng là con gái một của gia sư, Lan Nhược Chỉ. Tần Vĩ cũng tự mình giới thiệu một chút, còn thoáng nói sư tình gặp phải sóng thần, để ba người Tiêu Tuấn đều thay đổi sắc mặt, biểu thị sóng thần như vậy cực kỳ hiếm thấy, bọn hắn sống mấy triệu năm cũng chưa từng thấy mấy lần. Điều này làm cho rất nhiều người khiếp sợ, ba người rõ ràng rất mạnh, nhưng lại chỉ tu luyện mấy triệu năm. Khó mà tin nổi, quá khó mà tin nổi. Mạo muội hỏi một chút, Ba vị là cảnh giới gì?" Lăng Hàn không nhịn được hỏi, nghi ngờ này vẫn quanh quẩn ở trong lòng hắn. "Lăng Hàn, tại sao ngươi có thể đường đột như vậy?" Lập tức có người chỉ trích nói, người khác chịu thu bọn họ, còn khoản đãi, ngươi lại hỏi sự tình cá nhân của người ta, vạn nhất để người ta giận, đuổi đoàn người mình ra ngoài thì làm sao bây giờ? Nếu như đối phương thực lực yếu cũng coi như, nhưng bây giờ nhìn lại, đối phương không yếu một chút nào a. À? "Đúng, tại sao có thể vừa lên liền hỏi chuyện như vậy?" có người bồi theo, ba vị, này chỉ là một người gặp rủi ro mà thuyền chúng ta thu nhận, cùng chúng ta kỳ thực không có quan hệ gì. Lại có người bắt đầu rũ sạch quan hệ với Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi thầm lắc đầu, thời điểm ở trên biển gặp nạn, mọi người có thể đồng cam cộng khổ, nhưng hiện tại được cứu trợ, thoát vây rồi, thì mỗi người đều lộ ra một mặt ích kỷ. chương 2199, Dân Bản Địa Mời Chiến Quên đi, các ngươi đã không muốn cùng hội cùng thuyền, thì quan tâm các ngươi chết sống làm gì lăng hàn khoát tay áo một cái cười nói các ngươi đã không muốn cùng hội vậy cứ như thế đi lăng hàn người thật là gia hỏa vong ân phụ nghĩa có người trách cứ tần đại nhân lòng tốt để ngươi lên thuyền nhưng ngươi không hề có tâm cảm ơn thực sự là xúc sinh đúng quá không nhân tính xấu hổ cùng ngươi làm bạn mọi người dồn dập trách cứ ngay cả tần vĩ cũng lộ ra vẻ căm ghét lăng hàn kinh ngạc hắn xác thực được tần vĩ thu nhận giúp đỡ đây là sự thực nhưng khi đó liền nói rõ hắn lên thuyền không phải khách mời mà là làm công thôi thúc trận pháp cung cấp động lực cho thuyền lớn đây là một giao dịch công bằng lại nói thời điểm sóng thần phát sinh lẽ nào hắn không có tận lực sao có thể nói không có hắn ứng phó thuyền lớn căn bản chống đỡ không tới làn sóng cuối cùng đã sớm sụp đổ vậy lúc này còn có mấy người có thể đứng ở chỗ này chỉ trích hắn ngược lại lăng hàn có hắc tháp căn bản không cần lo lắng nguy hiểm đến tính mạng ha ha nói đến vòng ân phụ nghĩa đám người này mới là vong ân phụ nghĩa. Lăng Hàn không nói gì thêm, nể tình đồng hoạn nạn, hắn chẳng muốn chấp nhận với những người này, nhưng ở đáy lòng đã cắt ra giới hạn với những người này, từ đây cùng hắn không hề có một chút quan hệ nào. Ha ha, không sao, không sao, ngược lại là Tiêu Tuấn cười giảng hòa, gia sư được di bảo của viễn cổ đại năng, tu luyện một môn kỳ công, tu theo lối khác ít thấy, vì lẽ đó các vị không cách nào phán đoán ra cảnh giới của chúng ta. Viễn cổ đại năng, kỳ công mấy chữ này lập tức để mọi người hưng phấn lên không khỏi nghĩ đến tần vĩ từng nói vô tận hải vực có bảo tàng xem ra sư phụ của ba người này chính là đạt được bí bảo phàm là dính đến viễn cổ vậy liền đại diện cho mạnh mẽ ba người chúng ta tương đương với dương hồn cảnh đi la hà tiếp lời nói ồ tất cả mọi người gật đầu trong lòng lăng hàn run lên dương hồn cảnh nhưng theo trực giác của hắn ba người này chỉ ít có sức chiến đấu cấp bậc địa hồn mà hắn lại vô cùng tiến nhiệm trực giác của mình này cũng chỉ có một khả năng ba người này đều là đế giả một đảo nhỏ có ba đế giả điều này có thể sao lăng hàn cảm thấy khả năng này rất nhỏ nhưng lại giải thích thế nào ba người này mạnh mẽ không bình thường đây quái lạ đến bên này ba người tiêu tuấn cố ý chỉ hoãn bước tiến để mọi người có thể ung dung quan sát phong cảnh bên đường nơi này cây cối không quá cao to nhưng sắc thái ban lan cực kỳ mỹ lệ đi gần nửa canh giờ bọn họ rốt cục đi tới trước các kiến trúc đây là một pháo đài cổ, hẳn có niên đại rất dài rất dài, trên mặt tường pháo đài cổ che kín rêu xanh, tỏa ra khí tức năm tháng tang thương. Xin mời, mọi người vốn tưởng rằng trong pháo đài cổ ở mấy thầy trò Tiêu Tuấn, không nghĩ tới chính là, người bên trong này thật không ít, nữ có nam có, trẻ có già có, đều là tu sĩ, chỉ là như ba người Tiêu Tuấn, bất luận thực lực mạnh yếu đều không cách nào nhìn ra được cảnh giới. Tuy những người khác cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng không có quá mức để ở trong lòng, bởi vì trước Tiêu Tuấn liền nói: sư phụ của bọn họ đạt được một môn viễn cổ công pháp, tu lối khác ít thấy, vậy không nhìn ra cảnh giới cũng rất bình thường. Nhưng Lăng Hàn càng thêm hiếu kỳ, bởi vì ở thời điểm tiến vào pháo đài cổ, hắn nhìn thấy hai bên bầy tượng đá. Đó là hai cái có hình người, nhưng lưng mọc hai cánh, chân giống như móng bò, sau lưng còn có một cái đuôi dài, đầu mọc hai sừng. Sinh linh như vậy, Lăng Hàn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, bọn họ thật chỉ là tu luyện một môn cổ công đơn giản như vậy sao? Người trong pháo đài rất nhiệt tình, nhìn thấy bọn người Lăng Hàn tiến vào, không ai không dồn dập dâng lên, hô gọi, có càng lấy ra đồ ăn, rượu ngon, mời mọi người đi nhà của bọn họ làm khách. Ha ha, mọi người liền khách theo ý chủ, tùy ý liền được rồi. Tiêu Tuấn nói, diện nay gia sư đang lúc bế quan, có lẽ sẽ tình cờ xuất quan một hồi, tại hạ sẽ thông bẩm, có thể gia sư sẽ rất sẵn lòng tiếp kiến chư vị khách nhân. Tất cả mọi người gật đầu, người ta có thể thu bọn họ là tốt lắm rồi. Chủ nhân có nguyện ý gặp hay không, vậy tự nhiên phải xem tâm tình của người ta. Bọn họ cũng không dám làm càn, trong pháo đài cổ có mấy người khí thức khủng bố, cho dù cảnh giới không hiện ra, cũng có thể cảm ứng được sự mạnh mẽ, có thể so với tiên phủ. Mọi người xem như là giàn xếp, có điều, Tiêu Tuấn nói rồi, tất cả đồ vật trên đảo đều thuộc về đảo chủ, cũng chính là của sư phụ bọn họ, không được đảo chủ đồng ý, bọn họ không thể lấy đi một cọng cây ngọn cỏ. Bởi vậy, hiện tại mọi người không thể đốn củi làm thuyền, chỉ có thể lẳng lặng đợi đảo chủ lên tiếng. Chỉ vài ngày sau, Tiêu Tuấn lại xuất hiện, vẫn là ba sư huynh muội bọn hắn, mời tất cả người ngoại đi vào làm khách. Chủ nhân mời, huống hồ bọn họ có việc cầu người, đương nhiên không có đạo lý không đáp ứng, mọi người dồn dập ước định thời điểm đi tới luyện võ trường của pháo đài cổ. Nơi này cũng không chỉ là ba người Tiêu Tuấn, còn có thật nhiều người ở trong pháo đài cổ, nhưng mọi người phân biệt rõ ràng, phân ngồi hai bên. Luyện võ trường không lớn, thính phòng chỉ chừng trăm cái, có điều, khu vực đấu võ là dùng đến quy tắc không gian, nhìn như nhỏ, kỳ thực rất lớn, đúng là không cần lo lắng không đủ khi động thủ. Mọi người vừa ngồi xuống, có tiểu tỳ dân trà thơm, chiêu đái cũng coi như chu đáo. Tiêu huynh đệ, đảo chủ lên tiếng sao, tần vĩ không nhịn được hỏi, hắn là cảnh giới cao nhất trong đám người may mắn còn sống sót này, hơn nữa cũng là người tần gia, có lý do mang theo mọi người trở lại bờ. Bởi vậy, hắn quan tâm nhất là chuyện đi trở về. Tiêu Tuấn lắc đầu nói. Tần đại nhân không nên sốt ruột, hiện nay gia sư đang tìm hiểu một môn thần thông, không có lão nhân ra ngài lên tiếng, chúng ta cũng không dám tự ý quấy rối, kính xin các vị đợi ít ngày. Tần vĩ không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại, chỉ có thể gấp ở trong lòng. Tiêu huynh, ngày hôm nay mời chúng ta lại đây, là vì chuyện gì? Có người tính tình gấp lập tức hỏi, la hà cười cợt nói, mọi người đều là tu sĩ, chúng ta lại ở lâu hải ngoại, chỉ biết nhắm mắt làm liều, cho nên muốn cùng các vị luận bàn một hồi để biết mình không đủ chỗ nào